Sao mà lâu, làm gì mà lâu? Dạ. Copy rồi vậy á? Dạ. Cho nên copy bác luôn cái một làm nhanh. Cứ qua bên đây là nè. Xong chứ. Rồi đó em ơi. Chị xong rồi này. Yến ơi. Dạ. Chị phát like rồi á. Ha mọi người ha. Em tư vấn ra cho mọi người nha. Tư vấn ra. Cho em một phút. Cho em một giây. Rồi. Cho em một giây. Mạng kém quá. Đúng rồi, này. Mạng hơi chậm. Mà cứ đến cái giờ này là nó bị điên. Ok, mọi người có những cái câu hỏi mà liên quan tới da ha, thì mọi người cứ vui lòng đặt câu hỏi cho em. À, em sẽ trực tiếp là tư vấn da cho mọi người tại đây ha. Được rồi đó mấy đứa. Dạ. Chị thấy là mạng nó hơi chậm tí thôi. Chuẩn bị nhá. Chuẩn bị lên hàng cho khách nhá. Hàng về nhiều mọi người ơi. Hàng về nhiều lắm. Những cái câu hỏi liên quan tới da, ví dụ như là da khô này, rồi da bị mụn ẩn này, da bị mụn cám, mụn đầu đen, hoặc là bị bất cứ một cái vấn đề gì về da, thì mọi người cứ comment ở đây và em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người ha. Cấp cứu hả? Ok. Cấp cứu gọi số 1 bao nhiêu ở chúng mày? 115. Chị ơi 115. 115, hoặc chị có thể gọi đến số điện thoại 0971951441 để cấp cứu cho làn da của mình. Đâu cấp cứu như nào? Comment đi. Cấp cứu hả? Được. Alo, tổng đài cấp cứu xin nghe. Chào khách đi em ơi. Dạ em là tư vấn viên mã số 003, em chào các chị ạ. À. Ghi mà được không chị? Dạ được. Cho dạo này trình độ lên tay nghề. Trình độ lên tay nghề quá. Chị đặt câu hỏi đi, em đang nghe đây. Tổng đài đang nghe. Cấp cứu à? Sợ quá. Một à, bên em này, bên em đang in cái các bước chăm sóc da sẽ gửi cho các chị. Từng chị, mỗi một chị một có những cái sản phẩm mà sử dụng thì các bạn sẽ gửi theo cái tờ hướng dẫn chăm sóc da như thế này. Mà trong cái tờ này nó sẽ có từng bước một, rồi các bạn cũng sẽ điền thêm vào đấy nếu như mà mình dùng những cái sản phẩm gì và như thế nào thì đều có ở trong này ha. Dễ. Da nhờn mụn ẩn. Da nhờn mụn ẩn. Dạ. Da mình có nhạy cảm không nha chị ơi? Da chị Sâm á em. Làm cho chị Sâm này luôn này. Dạ, cấp chị cứu Nguyễn Sâm tư vấn cho chị da nhờn mụn ẩn. Da dạ. Nhờn mụn ẩn, chị có bị nhạy cảm không? Lên cho chị một bộ đi. Dạ. Anh ơi lên đi anh ơi. Anh lên đi. Lên đi. Ừ, em lên sản phẩm với chị đi. 003 ngồi đây, 003. Điệp viên 003 ngồi đây cho nó. Điệp viên. Ngồi đây để tư vấn cho chị Sâm xem nào. Chị Dung Sâu, hello chị yêu. Dạ em chào chị Dung Sâu ạ. Da nhờn và bị mụn ẩn. Da nhờn mụn ẩn em. Da nhờn mụn ẩn. Chắc là không bị nhạy cảm đâu. Ừ. Để khách chưa trả lời chị nhưng mà chị nghĩ là sẽ không bị nhạy cảm đâu. Đấy. Dạ chị không. Khách vừa đó. Nói xong. Khách vừa nói xong là chuẩn cơm mẹ nấu, da nhờn bị mụn ẩn nhưng mà không bị nhạy cảm nha cưng. Không bị nhạy cảm. Biết sao chị biết không bị nhạy cảm? Cái da nhờn ấy, mà đặc biệt da nhờn mà bị mụn ẩn ấy, thì thường thường những cái da nhạy cảm nó sẽ gồm những cái loại da sau. Cũng có những người người ta da thường người ta cũng bị mụn ẩn. Thế nhưng mà phần đa ví dụ như bị mụn ấy, là cũng dễ bị, những cái người mà bị mụn trứng cá hay mụn gì ấy, họ cũng dễ bị nhạy cảm. Yeah. Hoặc là những cái người mà thường đa số cái phần mà da khô ấy, là ít khi họ bị nhạy cảm lắm. Mà bị cái mụn ẩn, thật ra là cái mụn ẩn này là chị cũng có nhờn nhưng mà nó không phải là cái da quá nhiều dầu ấy. Đó. Da nói chung là cái dòng mụn mà mụn bị mụn ẩn thì hầu như là không bị, hầu như là không bị nhạy cảm. Đây em đây. Đâu đặt câu hỏi đi để em trả lời. Nhanh gọn tiện lợi. Ơi chị nghe đây. Bây giờ nhá, chị Sâm, tình yêu của em bây giờ lên cái bộ này cho chị Sâm là da nhờn bị mụn ẩn, không mụn nhạy cảm. Và không bị nhạy cảm thì mụn ẩn thì em nghĩ này, em đoán nhá, chuẩn đoán bệnh này. Em nghĩ là với cái dòng da mà chị có nói là chị bị da nhờn, không bị nhạy cảm và có mụn ẩn ấy, thì cái mụn ẩn của chị phần đa là nó ở cái phần này thôi.
đúng không? Nó ở cái phần má này dưới này thôi, chứ còn ẩn thì chị cũng không bị ở những cái phần trán này quá nhiều. Nếu trường hợp có bị thì cũng chỉ bị ở cái phần chỗ em đang khoanh tròn như này thôi ha. Và cái da của chị thật ra là có lỗ chân lông, nó hơi to một chút xíu đúng không? Lỗ chân lông nó hơi to một chút xíu. Thì đây nó cào không, một ẩn lúc nào cũng có. Đây thế thì em lên cho chị bộ này nhá. Nè, chuẩn cơm mẹ nấu này, chuẩn cơm mẹ nấu. Cái bộ này là cho chị Sâm ha. Đúng rồi, bộ này cho chị Sâm. Da dầu mụn ẩn không nhạy cảm. Chính xác. Chính xác. Đây nước hoa hồng đây. Chị có mụn da của chị đúng không? Da của chị có lỗ chân lông to đúng không? Chính xác không? Nếu em nói đúng. Nếu như em nói đúng thì comment lại cho em xem là em bắt bài có đúng không nhá? Bắt bài và chuẩn đoán da có đúng không nhá? Em nghĩ là sẽ đúng thôi, tại vì cái làn da của chị mà như chị đã miêu tả như thế thì chắc chắn là chị có lỗ chân lông to. Không phải là quá to nhưng mà có lỗ chân lông to. Cũng là một trong những cái mà chị cũng phải suy nghĩ nhiều, đắn đo nhiều về cái việc là lỗ chân lông của mình cũng bị to thì có đúng không. Nếu mà đúng thì comment lại đây cho em để cho các chị thấy là em Mai giỏi quá. Em Mai giỏi quá, nói một phát mà đã biết được hết các bệnh về da rồi. Siêu quá ha. Chị đang cận lòi tí rồi. Cái kia đúng rồi, hai má nhiều em ạ, lỗ chân lông to. Ok, 10 điểm. Em Mai được 10 điểm. 10 điểm gì chứ? 10 điểm về chỗ. Rồi, bây giờ nhá, cái bộ này này thỉnh thoảng có chị bảo là thỉnh thoảng chị bị nổi những cái mụn to mà mụn bọc đúng không? Mụn bọc mụn to. Thì bây giờ như này này. Đây em lên cái bộ này cho chị đây. Đầu tiên này. Cho chị cái tẩy trang kia đi em. Cái tẩy trang silicone. Đếm lên. Chán lắm, mùa hè thì mặt cứ bóng lên, mùa đông thì khô. Em nói với cái làn da của chị, mùa hè mà mặt chị cứ bóng lên, mùa đông thì khô ấy. Mùa đông của chị không những khô mà nó còn bị chóc vẩy cơ. Nhiều người họ chỉ khô mà chỉ khô bình thường thôi đúng không? Tức là họ chỉ là cảm giác họ sờ, họ ráp, họ thấy khô da. Còn riêng chị nhá, là mùa đông chị còn bị chóc vẩy. Và chị bị chóc vẩy ở những cái phần này này, những cái phần ở trán này, xong rồi ở hai cánh mũi này, chuẩn không? Nhất là chị đánh phấn lên thì những cái phần này nó cảm giác như những cái da chết của mình ấy, hoặc là những cái da mà nó còn da nó khô ấy, ở trên da ấy, nó đóng vẩy, có vẩy vẩy này này. Nhiều khi mà ngồi buồn buồn này lấy tay cạo này, trời ơi, mùa thu lá rụng, mùa đông đúng kiểu mùa đông gọi là mùa đông tuyết rơi ấy, đúng không? Thì cái làn da của chị em nói này. Nếu mà em nói đúng thì cũng comment cho em nhé. Để em tư vấn được gọi là sao? Lên hương hơn. Em nói này, với cái làn da của chị là thực ra là không phải là ấy đâu. Vì cái da của chị nhá, em nói này là da của chị là nó là cái dạng da hỗn hợp. Nó là dòng da hỗn hợp. Và có thể là vì chị sử dụng cái sản phẩm mà nó kiềm dầu nhiều quá thì nó cũng dẫn tới cái vấn đề đó. Cho nên chị sử dụng theo cái bộ này, em đang lên cái bộ này cho chị đây. Đầu tiên là cái dầu tẩy trang nhá. Đầu tiên là dầu tẩy trang này. Dầu tẩy trang của Sirako này là bước đầu tiên. Bước thứ hai chị rửa sữa rửa mặt cho em nhá. Sữa rửa mặt của Iskin này, chiết xuất từ trà xanh, và calm cái da của mình lại. Và nó có một chút gọi là những cái hạt tinh chất trà xanh cô đặc ở bên trong này nhá. Rồi, sau hai cái bước đó, biết khách có nhìn thấy không ta? Chắc thấy đó ha. Thấy chị. Ừ, thấy đó. Ừ. Rồi, sau hai cái bước đó nhá, chị dùng tiếp cho em bước thứ ba là bước toner. Cái bước toner này thì chiết xuất cũng từ trà xanh luôn ha. Toner chiết xuất từ trà xanh cho cái làn da của chị, riêng cái làn da của chị Sâm đó. Rồi, cái quan trọng nhất này, cái mụn ẩn của chị này. Cái này sẽ là tiêu diệt mụn ẩn của chị. Nó là cái tinh chất AHA7. Và cái AHA7 này chị dùng cho em 1 tuần 2 lần. Nhá. Sau cái bước toner này, 1 tuần dùng cho em 2 lần AHA7. Và cái toner này, cái AHA7 này chị sẽ xác định rõ này, là khi mà chị dùng cái AHA7 này ấy, nó sẽ nó sẽ bị đẩy mụn trong vòng tầm khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi ha. 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, trong thời gian này nó sẽ đẩy mụn, đẩy hết toàn bộ cái mụn ẩn của chị lên. Ban đầu cảm giác là da nó sẽ cảm giác là nó bị lên mụn nhiều hơn, tại vì nó bị đẩy mụn ra.
Nhưng sau 1 tháng rưỡi là nó hết nhá. Nó không còn mụn bên trong da, nó sạch rồi thì nó không còn lên mụn nữa, và mình vẫn tiếp tục duy trì 1 tuần mình dùng 2 lần cho em ha. Thì cái AHA 7 này 1 tuần dùng 2 lần. Tiếp tới chị dùng cái tinh chất Centella này, tí nữa các khách khác em đưa thêm những cái tinh chất của Iskin cũng rất là tốt ha. Dạ, vâng. Tinh chất của Iskin hoặc Natural Vi Pháp thì cũng rất là ok, hoặc là tinh chất của Holika. Rồi, tiếp này. Xong rồi tới này tới cái phần sữa dưỡng cho em. Sữa dưỡng cho em. Bôi rất là ít thôi. Một lớp cực kỳ mỏng, nó là dạng sữa. Chị bôi cái dạng sữa dưỡng này lên cho em. Nào, rồi bước tiếp theo ha. Bước tiếp theo chị bôi cái kem dưỡng không dầu oil free này. Kem dưỡng không dầu oil free. Và em nói này, cái kem dưỡng không dầu này, tức là nó hoàn toàn không có dầu. Cái kem này nó không có một tí dầu nào, nó là 0% dầu luôn, không có dầu. Nó chỉ có nước và các cái tinh chất khác thôi, nó không có dầu, cho nên nó không dẫn tới cái việc là da mình nó bị bóng nhờn ha. Đó, rồi. Vì chị dùng cái AHA 7 nên chị phải dùng kèm cho em cái kem chống nắng. Cái này là bắt buộc nhá. Khi chị đã dùng AHA 7 hay là BHA, chị bắt buộc phải dùng kem chống nắng. Nếu như chị dùng cái này mà không dùng kem chống nắng thì không được. Đây là cái bộ đôi em phải dùng cái từ nhá, bắt buộc ha. Hai cái này đi kèm cùng với nhau. Và cuối cùng nữa là thêm cái chấm mụn này. Vì chị bảo là thỉnh thoảng da chị nó có những cái mụn đỏ đấy, thì phải dùng cái kem chấm mụn này cho em nhá. Mụn lên một cái chấm, em nói chị nghe, cái này nó vừa chấm, nó vừa hút cái đầu mụn chị ra. Chị rửa mặt thôi là cái mụn nó tự khô, nó tự hút, nó tự đẩy cái cồn mụn lên. Và lúc mà mình rửa mặt ấy, nó tự ra luôn, mình không có phải nặn. Không có phải nặn, không hề phải nặn mụn nhá. Cho nên là khi mà mình không nặn thì nó không để lại những cái vết bị xước da hay là bị thâm do da để lại. Thậm chí ví dụ sau khi mà mụn nó đã hết rồi, có những bà mà bị như kiểu là da bị cơ địa xấu ấy, là tức là khi mà bị mụn xong bắt đầu nó hay bị để lại vết thâm ấy, thì cái này nó giúp cho mình không bị vết thâm sau khi mờ vết thâm sau khi mình bị mụn. Thì kìa, đã có khách bảo dùng thích lắm luôn này, chuẩn luôn. Cái này em nói thật, về hàng không đủ để bán. Chí thơm. Em nghe đây, chị Thắm hay chị gì đó, chị Thắm đúng không? Chị La Hồng Thắm. Ừ đấy, em nghe này chị. Rất là nhiều khách dùng cái này, bản thân tư vấn viên bên em cũng đang dùng cái này đây. Mặt nó cải thiện bao nhiêu đây. Thật sự là như thế. Có tư vấn viên các bạn ở đây, các bạn cũng sử dụng sản phẩm, khen dã man cái sản phẩm này. Thì chị sẽ dùng cái này cho em nhá. Đó, sử dụng rất là lâu luôn. Đúng rồi, sử dụng rất là lâu luôn. Chắc rất là lâu luôn á. Dùng rất là lâu luôn á. Cái bộ này bao tiền em ơi? Dạ, 10 bộ sản phẩm gồm 9 sản phẩm dành cho da dầu mụn ẩn không nhạy cảm. Dạ, 9 sản phẩm là 3.093.000 ạ. 3.093.000 cho 9 sản phẩm. 093.000. Dạ vâng. 3.093.000 cho bao nhiêu sản phẩm? 9 sản phẩm. Cho 9 sản phẩm. Và cái bộ này dành cho da, em nhắc lại này. Cái da nhá, bị dầu, bị mụn ẩn, không bị nhạy cảm, có một ít lỗ chân lông to. Và mùa hè thì đổ dầu ở cái vùng này, mùa đông thì lại bị khô nhá. Đây là cái bộ mà nó dành cho cái làn da đấy. Thì chị nào mà có cùng cái làn da mà y chang em vừa miêu tả thì đây là cái bộ sản phẩm. Và cái cách sử dụng em đã vừa hướng dẫn rồi. Bên em sẽ gửi kèm thêm một cái tờ giấy hướng dẫn này các chị dùng nữa. Phấn nước và kẻ mắt bị cướp rồi à? Khổ thân. Đặt bao nhiêu tiền đấy, toàn này mà mua quá trời tiền hàng thế lại bị cướp à? Thế thì thôi đặt bộ khác nhá. Không phải, chỉ mua về á, rồi trong người nhà chị hay bạn gì của chị á, thích quá cướp luôn. Quá cướp luôn à? Dạ. Thế thì đặt bộ khác nhá, em gửi cho bộ khác nhá, khổ thân. Mà chị tôi dùng thích quá cướp rồi. Rồi ok, thì em gửi cho bộ khác, khổ thân đấy. Đặt hàng xong rồi bị ăn cướp hả? Cướp giết nhưng mà có bị hiếp không? Cướp thôi nhưng mà đừng có bị hiếp nha. Rồi, cái bộ này em nhắc lại này, dành cho da. Thứ nhất là bộ này là dành cho da dầu, mụn ẩn, không nhạy cảm, có một ít lỗ chân lông to. Rồi mùa hè thì có cảm giác là nó da dầu ở những cái vùng này, mùa đông thì có cảm giác khô. Thì đây chính là cái bộ sản phẩm dành cho bạn. Chụp màn hình lại để cho các bạn tư vấn viên lấy hàng cho mọi người ha. Và cái bộ sản phẩm này là 3.093.000 cho toàn bộ sản phẩm luôn ha. Ok. Nè em ơi, trả lại em. Để đây, để góc này. Không bị hiếp à? Ừ, không bị hiếp thì chúc mừng. Không bị hiếp thì tốt rồi. Không bị hiếp thì tốt. Ok, chụp hình rồi đúng không? Ok chị thoải mái. Ok, em nghe rồi chị Sâm. Ừ. Rồi chị cứ chụp cái màn hình gửi cho các bạn. Các bạn sẽ tư vấn cho chị.
ha. Chị ơi lên một bộ đầy đủ cho da dầu mụn. Da dầu mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn sưng. Da dầu này, mụn ẩn, mụn đầu đen và mụn sưng không nhạy cảm. Da cái dầu này nè, nhưng mà chị thay vào cái blackhead cũng được đấy chị. Da dầu, đúng rồi. Da dầu không đưa cái tinh chất skin lên. Đúng rồi, chính xác. Da dầu này, từ từ nhá, da dầu này, mụn ẩn này, mụn đầu đen này và bị mụn sưng tấy nữa, không có cả bị mụn sưng tấy đúng không? Và da không nhạy cảm. Ok, chị lên một bộ sản phẩm cho em đây. Này, chị nhắc lại cho tư vấn viên này, da dầu này, không nhạy cảm này. Có mụn ẩn này, mụn đầu đen này, mụn sưng này. Rồi, lên đi. Lên đi, lên bộ đấy cho chị đi. Đưa cái tinh chất kia lên đây. Đây, đợi chị một tí nhá. Phạm Thúy ơi, chị đang tư vấn cho chị Linh Thùy, thì cho chị một giây nhá, chị làm xong cho chị Linh Thùy thì chị sẽ quay lại với chị Phạm Thúy, với em tên Phạm Thúy nha. Được. Nhắc để cho chị nhớ để nhiều quá chị nhớ. Thật ra là cái dầu tẩy trang, cái bước tẩy trang mình để riêng đi. Chị chỉ làm từ bước sữa rửa mặt đi. Yeah. Sữa tẩy trang phù tùy từng cái làn da của mỗi người, phải không? Yeah. Thì lúc đó mình sẽ gửi cái sản phẩm phù hợp, hoặc có thể là dùng cả cái Innisfree ở ngoài kia để mình kết hợp thêm vào nữa. Đây, Thúy đợi chị một tí nhá. Chị làm cho chị này trước, chà làm cho cái chị này, xong rồi chị sẽ quay lại chị làm cho em, được không? Đồng ý. Đồng ý. 10 điểm. Điểm 10. Cái holika, holika, cái còn một cái dòng ừ không rồi, cái này đi em ạ, cái này đi kem chống mụn này, kem chống nắng này, đưa cái kem chống nắng của COS đây, kem chống nắng của COS đây, đưa đây, đợi chị tí nhá, chị lên đây, chị lên sản phẩm rồi, còn cái kem dưỡng mềm chị cắt nước, kem dưỡng hay cái sữa dưỡng, đưa cái sữa dưỡng của Holika đây. Cái sữa dưỡng Holika cho chị đang cầm này. Ừ, không, còn một cái gì nhỉ, xịt khoáng này. Xịt khoáng, đưa xịt khoáng đây, xịt khoáng đây, đợi tí lên sản phẩm đây. Lên sản phẩm đây các bà, bình tĩnh, tự tin, không cay cú, da dầu nhiều không gì cả. Đây nhá các bà nhá. Cái bộ này nhá. Chị để cho ngay để mấy chị chụp hình gì. Linh Thùy đây. Này, bộ này em nhắc lại nhá. Bộ này em nhắc lại này. Thứ nhất này là da dầu. Mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn trứng cá. Không nhạy cảm. Và không nhạy cảm. Đây chính là cái bộ của nó. Mình dùng này, sữa rửa mặt cho em này, sữa rửa mặt blackhead này, để đẩy cái mụn đầu đen cho em này. Rồi nhá. Sau đó mình dùng cho em cái nước hoa hồng nhá, nước hoa hồng trà xanh này. Rồi ok. Tiếp này, mình dùng cho em cái BHA này. Cái BHA này nhá, là để nó đẩy cái mụn đầu đen blackhead này, thấy không? Cái BHA blackhead này để đẩy cái mụn đầu đen. Và em nói này, cái BHA này cũng một tuần dùng cho em 2 lần. Một tuần dùng cho em 2 lần nha, em nhắc lại này, một tuần dùng cho em 2 lần. Các chị yêu dùng cho em 2 lần và nhá, dùng sau cái bước nước hoa hồng này cho em ha. Đó, và một tuần dùng cho em 2 lần, sau đó thì dùng cho em này cái tinh chất này. Đó, và cái sữa dưỡng của Holika này, sữa dưỡng này để kiềm lại cái lượng dầu của mình đang bị thừa trên da, kiềm cái lượng dầu của da của mình. Sau đó này, mụn nào, vì chị bảo là có cả mụn trứng cá, mụn to nữa, thì đây chị chấm cho em cái chấm mụn này thôi. Cái chấm mụn này khỏi nói nhá, vì vừa xong nói quá trời rồi và mọi người feedback quá nhiều rồi thì không nói nữa, nhưng mà sẽ dùng cái chấm mụn này cho em. Vì mình dùng BHA cho nên mình dùng kèm cho em cái kem chống nắng này. Dùng AHA và BHA phải có kem chống nắng ha. Thì mình dùng cho em cái bộ đôi này kèm cùng kem chống nắng, và cái bước cuối cùng là xịt khoáng cho em nhá.
xịt khoáng cho em nhá, xịt khoáng cho em. Và cái bộ này là bao nhiêu tiền? Dạ 2.404.000 ạ. 2.404.000 2.404.000 ha. Cho 8 sản phẩm. Cho 8 sản phẩm. Và cái này nhá, em nói này, cái này là dành cho làn da bị dầu, có mụn ẩn, có mụn đầu đen, có trứng cá, mụn trứng cá, mụn mụn đỏ đó, mụn sưng đỏ, mụn trứng cá ha. Thì cái bộ này, cái này là chưa có gồm tẩy trang gì đâu nha, chưa có gồm tẩy trang ha. 2.404.000 ạ. Ừ đúng rồi, cho 8 sản phẩm ạ. Dùng BHA sau rửa mặt không bà ơi? BHA dùng sau toner. BHA dùng sau toner ha, nhắc lại ha. BHA dùng sau toner. Vũ Tố, từ từ đã. Vũ Tố Uyên ơi, đợi chị một tí nhá. Bây giờ chị làm, chị vừa hứa là chị làm cho bạn nào ấy nhỉ? Bạn gì nhỉ? Chị nhớ là chị hứa cho bạn Phạm Thúy thì phải. Ừ, chị hứa là chị làm cho bạn Phạm Thúy trước. Nhạy cảm sẫm màu. À, cho nên là để chị lên cho bộ một bộ cho bạn Phạm Thúy xong chị quay lại chị làm cho em ha. Chị đọc được comment của em rồi, chị có nhìn thấy rồi ha. Đợi chị xíu ha. Thì với bạn em nhắc lại cái bộ này này, cái bộ này dành cho da dầu bị mụn ẩn này, mụn đầu đen này và mụn sưng đỏ, sưng tấy đỏ. Thì đây là cái bộ này phù hợp dành cho da của bạn. Chụp lại cái bản ảnh màn hình của cái bộ sản phẩm này, gửi lại cho các bạn tư vấn viên, các bạn lấy hàng cho ha. Dạ cho em xin nhắc lại bộ sản phẩm trên là gồm 8 sản phẩm là 2.404.000 ạ. Rồi ok, xong rồi ha. Đây bây giờ chị làm cho bạn Phạm Thúy nữa. Đây Phạm Thúy này, chị đọc cái da của Phạm Thúy. Da khô nhạy cảm, sạm màu. Em không biết có mụn ẩn không, chỉ thấy da em không mịn sần sần. Có thể do cơ địa em da sần rất ít khi mọc mụn. Có thể chị không tẩy da chất thường. Đúng rồi, chính xác. Chị đọc lại nha, đợi chị một tí này. Da bị nhạy cảm này, sạm màu. Ừ. Da khô, nhạy cảm, sạm màu. Không bị mụn ẩn đâu, bạn này không bị mụn ẩn đâu. Chắc là nếu mà có thì rất ít thôi. Da không mịn, da không, da bị sạm màu, tức là da nó không có được sáng á. Không mịn sần sần. Có thể do cơ địa em bị sần, ít khi mỏng mụn. Này em ơi, bạn này dùng cho chị cái toner AHA và BHA đi. Nhưng mà chị nói này Phạm Thúy ơi, Thúy hay Thùy gì đó. Em dùng cái BHA nó sẽ đẩy mụn nhá. Nó sẽ đẩy mụn trong vòng khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi. Sau đó da em sẽ đẹp và nó sẽ cải thiện cái màu da của em. Đưa cho chị cái bộ COS mà cái bộ mà để làm sáng da ấy cưng. Bộ 95 ấy. Đấy, bộ 95 Gilores gì á. Đợi tí nhá. Đây, lên sản phẩm đây. Lên sản phẩm cho em. Thùy hả? Ừ ok. Thùy. Rồi, chị nghe. Phấn nước dùng tuyệt vời không mặt trời, mặt chị tàn nhang mà đánh lên không thấy luôn em yêu. Yêu em, yêu phấn nước hơn yêu em à? Chết mẹ đấy. Khác yêu phấn nước hơn yêu mình thì chết rồi. Ok, cảm ơn chị. Không, cái phấn nước đấy dùng nó rất là mỏng. Bản thân em cũng đang đánh đây. Nó rất là mỏng mà nó không bị bí mà che phủ, độ che phủ rất là tốt. Đang bị mụn có dùng được kem mắt không? Có chị ơi, bên em có những cái sản phẩm dành cho kem mắt dành cho da bị mụn á. Cái hộp kem mắt dành cho da bị mụn đưa đây cho chị. Đây nhá, em đưa cho chị xem này, cái hộp kem mắt. Nè. Đây chị ơi. Nè. Kem mắt này bao nhiêu tiền em ơi? Dạ 705.000 ạ. 705.000 dùng trên 6 tháng nha. Cái này dùng 6 đến 7 tháng nhá. Nhiều lắm. 705.000 nhá. Nhiều lắm. Hộp lớn mà. Dùng thích lắm mà mỗi một lần dùng mình chỉ cần dùng một ít thôi. Đây nhá chị nhá. Đẩy mụn làm dịu da. Này tinh chất bằng sáng da. Đúng rồi, chứ nó đều mụn da của chị. Đúng rồi. Cái này để cho dịu da cái lúc mà chị đẩy mụn. Đúng rồi. Chị này có AHA, có thể là chết.
cái sử dụng làm sáng da cho chị, da khô đúng không em? Ừ. Đây. Cho chị cái không, cho chị đây là cái sữa rửa mặt này của chị này, hơi bị ngon lành cành đào. Đây chị lên cái bộ sản phẩm này cho chị kia, cho bà nội kia, cho bà nội kia. Đây đợi chị tí nhá, đợi chị tí. Da khô, da khô đúng rồi. Cái mắt rồi chị, cái mắt đây. Anh nhìn thấy không? Da khô sạm màu bị mụn ẩn. Ừ. Rồi ok ha. Cho vào đây. Cho vào đây nhìn không ra các bà nội ơi. Sợ quá. Đây. Đó. Nè. Quay lại nhá. Quay lại với cái làn da của Thùy. Ừ. Da của Thùy này. Da của Thùy lúc nãy Thùy có miêu tả là da của Thùy là da khô. Không đều cảm. Màu hơi nhạy cảm, không đều màu và bị sần sùi, bị sần sùi nhá. Thì đây, lên cho chị luôn cái mặt nạ giấy cấp nước chữa trị ngày cấp nước nhanh chóng tiện lợi. Anh ơi nhanh lên, anh ơi làm đi. Ừ, em làm nhanh rồi đây nhá. Cái bộ này cho Thùy này, Thùy ơi. Này, đầu tiên này, sữa rửa mặt cho chị nhá. Trước đó sẽ có một bước là bước tẩy trang. Sau đó thì sẽ đến này, sữa rửa mặt này. Bộ này dành cho em nhá. Da khô. Ừ, da khô đấy. Rồi, sữa rửa mặt xong này, em dùng cho chị cái toner này. Toner này em dùng hàng ngày luôn. Cái toner này để làm đều màu da. Cái mục đích của cái toner này là để làm đều màu da nhé. Tức là ví dụ da em ở dưới này thường ấy, mọi người sẽ thấy là hai cái má mình sẽ sáng hơn, những cái phần cằm này nó hay bị tối hơn. Thì đây, em dùng cho chị cái toner này. Đừng nhầm lẫn hai cái này nhá, cái này khác nhau này. Tiếp tới một cái toner nữa. Và cái toner này thì dùng hàng ngày ha, để làm đều màu da. Còn cái toner này thì chỉ một tuần chỉ dùng hai lần thôi. Cái toner AHA và BHA này một tuần chỉ sử dụng hai lần. Dùng sau cái bước toner này nhá. Dùng sau cái bước toner này ngày nào cũng sử dụng hết. Còn cái này ấy, một tuần sử dụng cho chị 2 lần thôi. Một tuần chỉ sử dụng 2 lần. Và chị nói lại này, cái toner này nó sẽ đẩy mụn. Nó sẽ đẩy một ít mụn ẩn của em lên. Nhưng mà chị nói này, da của em nó sẽ rất là mướt. Nó không bị thô ráp và sần sùi như hiện tại da, giống như da của em đang miêu tả nữa. Thì cái này em sẽ dùng cho chị một tuần 2 lần ha. Sau đó này, em dùng kèm luôn cho chị này cái tinh chất dưỡng này. Cái tinh chất dưỡng cùng với cái bộ của cái toner này để làm đều cái màu da, làm đều màu da của mình nhá. Làm đều cái màu da của mình tức là sao? Thứ nhất là nó ức chế cái thành phần melanin của em. Cái thứ hai là nó làm cho cái những cái vùng da của em, nó ở những cái vùng mà nó không đều màu ấy, nó sẽ dần dần nó sẽ làm sao? Nó sẽ chuyển cái trạng thái da của mình đang là màu, nó tối màu hơn so với lại những cái vùng da còn lại. Nó sẽ làm cho cái khoảng cách nó giữa hai cái vùng da nó không quá khác biệt. Thì đây chính là cái tinh chất dưỡng đó. Bây giờ em dùng thêm cho chị cùng kèm cái này nhá. Em dùng cái tinh chất dưỡng này để mà nó làm mịn da. Cái này là nó chỉ để làm mờ hai cái vùng da nó cùng màu với nhau. Còn cái này mới là cái mà để mà làm cho cái da của em nó mịn lại. Nó cung cấp nước để làm cho cái da của em nó không bị thô ráp và sần sùi nữa. Rồi, kem mắt của em ở dưới này. Bộ này đi kèm cùng kem mắt. Rồi, sau đó em bước cuối cùng em dùng cho chị sữa dưỡng vào ban ngày nhá, sữa dưỡng vào ban ngày và kem dưỡng vào ban đêm. Ban ngày mình chỉ dùng tới đây thôi, tới bước sữa dưỡng. Còn ban đêm thì em sẽ dùng cho chị kem dưỡng ha. Còn kem chống nắng này này chị, có AHA và BHA. Và vì có AHA và BHA em bắt buộc phải dùng kem chống nắng chị. Da chỉ sạm màu thì nên bắt buộc phải sử dụng kem chống nắng. Da sạm màu thì nên bắt buộc phải dùng kem chống nắng. Thì lúc đó cái da của mình nó mới không bị đen đi hoặc thâm đi. Và nó mới không bị quá là khác biệt giữa hai cái vùng da. Nó dễ dưỡng trắng hơn. Nó dễ dưỡng trắng hơn, đúng rồi, chính xác. Tức là nó bảo quản cái làn da của mình, tránh việc cái việc da của mình càng ngày càng bị thâm sạm đi. Thì đây, bây giờ cái bộ này em lên cho chị, bộ này là bao nhiêu? Dạ, có một mẹ nữa. À, chị quên mất, chị thiếu mất một cái bước nữa của em. Mặt nạ một tuần làm cho chị 2 lần. Ở cái bước AHA và BHA toner này, hôm nào em đắp
hôm nào em dùng cái AHA và BHA, toner AHA BHA thì em dùng kèm cho chị cái mặt nạ này ha, một tuần hai lần nhá. Em lên cho chị bộ này là bao nhiêu? Dạ 3.310.000 ạ. 3.310.000 cho bao nhiêu sản phẩm? 5, 6, 7, 8, 9. Dạ 10 sản phẩm luôn, tính luôn mặt nạ. Tính luôn mặt nạ là dạ 3.310.000 ạ. 3.310 cho 10 sản phẩm ha. Quá rẻ, dùng được 6-7 tháng xả khói luôn. 10 sản phẩm luôn. 10 sản phẩm luôn đấy. Dùng được lâu lắm yeah. Nhá. Cho em xin nhắc lại là 3.310.000 cho bộ sản phẩm dành cho là da khô bị sần sùi và da bị sạm màu ạ. Da khô này, bị sần sùi này, bị sạm màu này, muốn cải thiện cái sắc tố da này. Mặt nạ dùng sau bước AHA hả chị? Đúng rồi. Ngày nào em dùng đắp mặt nạ thì em sẽ dùng sữa rửa mặt, em dùng toner, em dùng toner AHA và BHA, sau đó em đắp mặt nạ lên cho chị nhá. Đấy, một bộ như này 3.310.000 à. Dạ. Dùng 6-7 tháng té khói luôn. 10 sản phẩm. 10 sản phẩm. Dạ. Nhá. Ok, em chụp lại cái màn hình dùng chị ha. Để chị bỏ lại cái sản phẩm này cho chị. Dạ, các chị có thể điện thoại đặt hàng tại số hotline là 0971951441 hoặc các chị có thể inbox tại bayin.com.vn giúp em nha các chị. Rồi, ok, xong. Dạ, xong nhá. Xong cái bộ này rồi nhá, xong cái bộ này cho Thùy rồi nhá, Thùy chụp hình lại dùng chị nhá. Và cái bạn nào hoặc chị nào, em nào, em yêu nào mà có cái làn da giống bị giống y chang như vậy thì cũng đây chính là cái bộ sản phẩm để mà cải thiện cái làn da của mình ha. Mày ồn ào quá mày. Mày ồn ào quá mày. Làm gì vậy? Chào em, rồi tới lúc nãy hứa làm cho chị nào nhỉ? Chị Uyên gì đó chị. Chị Uyên gấp à? Gấp gấp đó chị. Em thấy cái chữ gấp gấp gấp. Chị Uyên à, ừ để chị. Rồi 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 Tố đây Uyên. Tố Uyên đúng không? Ừ. Rồi đây để chị đọc lại comment của chị Tố Uyên ha. Chị Tố Uyên này. Tao tao tìm không thấy mình nhiều quá. Má ơi, ở chỗ nào vậy? Nó ở trên á, em thấy ở trên hả? Dạ. Ở gấp gấp. Đó đây đây đây. Để em đọc cho chị. Gấp 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 chế ơi, da em đen dầu. Dùng cái gì cũng bị mẩn và sần sùi, kể cả kem chống nắng cũng hay bị mẩn lên. Da chị này nhiệt nhạy cảm quá chị ạ. Da bị thiên dầu hay có mụn ẩn. Siêu siêu nhạy cảm. Sần sùi. Tức là bà này mỗi lần bà dùng kem chống nắng lên là bà ấy mặt bà ấy sẽ bị lên mụn ẩn li ti. Lên một bộ, lên cho chị một bộ cho da thiên dầu có mụn ẩn li ti một ít thôi. Thì những cái sản phẩm ở đây có này. Đi chạy đi đâu nữa, ở đây có này. Lên 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 ở trên đây này. Kem chống nắng thì bây giờ chị sẽ có một cái cách với lại cái làn da này. Cái làn da này nhá, cái kem chống nắng đồ chị là sẽ lên một bộ và chị sẽ đây Uyên, chị sẽ lên một bộ sản phẩm dành cho da của em, sau đó chị sẽ hướng dẫn em sử dụng. Vì chị thấy là hình như là em chưa biết sử dụng kem chống nắng đâu. Chưa biết em chưa biết sử dụng kem chống nắng đâu. Có rất nhiều vấn đề xảy ra cái việc cái này là rất nhiều người đã từng hỏi nhá. Tức là chị ơi em sử dụng cái chị hỗn hợp thiên dầu. Ừ. Để giờ chưa? Ừ sữa rửa mặt ấy đâu. Mọi người có hỏi em rất là nhiều, tức là tại sao em sử dụng kem chống nắng? Nếu em không sử dụng kem chống nắng thì em chả làm sao cả. Mỗi một lần em thử sử dụng kem chống nắng em lại bị mụn. Tại sao? Em có làm cái gì đâu? Tại sao nó lại bị mụn? Nếu như em không sử dụng thì em có cảm giác là em đi ra ngoài em không bôi kem chống nắng thì em không bảo vệ da, mà trong khi mà em bôi lúc nào nó cũng bị bít da, xong rồi lần nào tối nào về em cũng bị lên mụn ẩn á. Đây là một trong những câu hỏi mà em thấy là rất nhiều người hỏi đúng không? Nếu như mà ai cũng đang cùng trong cái cảnh ngộ là không dùng kem chống nắng thì thôi, mà đã dùng kem nóng chống nắng kiểu gì cũng bị lên mụn, thì đây comment đây, không phải là do cái chất lượng của kem chống nắng đâu. Tại vì cái câu hỏi này rất nhiều người dùng những cái dòng kem chống nắng khác nhau nhưng mà vẫn bị thì đây mọi người, em sẽ lên cái bộ này và em sẽ hướng dẫn chung luôn. Cái bộ này là dành cho Uyên, thế nhưng mà tức là cái bộ này dành riêng và nó phù hợp nhất với cái làn da của bạn Uyên, nhưng em sẽ hướng dẫn luôn cho mọi người cái cách để mà dùng cái kem chống nắng mà nó không bị lên mụn nhá. Đợi tí, hãy chờ đấy. Hãy chờ đấy để nhân viên. Tao xin ngụm nước mà tao chết mẹ tao mất, tao khát nước quá.
chúng mày chả tâm lý gì cho tao cả. Khổ thân tao cứ ngồi tao cứ nói một lúc. Giống như kiểu cái cây ấy, nó không được tưới nước ấy, thế là nó bị khô héo. Mà sao mình cứ bị gầy? Sao mình cứ bị gầy đi? Tại vì không được tưới nước, không được uống nước ấy. Chị cảm ơn. Da chị hay mẩn đỏ, cái này nó dầm dịu giảm mẩn đỏ cho da. Kem thì các bạn ngon kê. Bà này là sao nhỉ? Bà này thiên nhá, dầu, thiên da dầu sần này, xùi. Da sần sùi này, dễ bị mẩn đỏ, dùng kem chống nắng rất dễ bị nhạy cảm. Dùng kem chống nắng bị mẩn luôn, bị sần với mẩn. Lên cho chị cái bộ nhạy cảm của Holika, cả cái tinh, cả cái tinh chất, cả cái toner kèm với cả cái xịt khoáng đi. Lên cái bộ đấy đi cho chuẩn, chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Chuẩn cơm mẹ nấu. Em muốn dưỡng sáng và mịn. Ok. Nhìn như sữa chua vậy. Đẹp luôn. Đưa đây, đưa cả cái xịt khoáng của nó đây, cả một bộ đây. Ra về cái này em để bên này. Đây nhá. Da mụn dùng được kem chống nắng Dr. Vita là được em. Được. Da mụn ít dùng được. Đây nhá, bây giờ lên cái bộ này cho Uyên này. Gấp này. Gấp. Chế ơi cứu em. Cái bộ này nhá. Đầu tiên là dầu tẩy trang cho chị. Bước thứ hai em dùng sữa rửa mặt nhá. Sữa rửa mặt chiết xuất từ trà xanh ha. Trong này nó có cả những cái tinh chất của trà xanh nữa, cái tinh chất cô đặc của trà xanh ở trong cái sữa rửa mặt này nữa. Tiếp tới này, em tẩy tế bào chết cho chị một tuần 2-3 lần. Riêng cái làn da của em thì em tẩy 2 lần thôi. Một tuần tẩy cho chị 2 lần và tẩy rất nhẹ. Bóp sản phẩm ra rất ít cho chị, một chút xíu lên tay thôi, sau đó em tẩy lên da một tí xíu thôi. Với cái làn da, riêng cái làn da của em thì chị lưu ý như thế nhá. Và đặc biệt cái này này, em phải tạo bọt. Cái sữa rửa mặt mà nó có tinh chất cô đặc của trà xanh ở trong đây, lá trà xanh ở trong này, em phải tạo bọt cho chị. Không, bà này nhá, bà này như thế này. Em có cọ rửa mặt chưa? Nếu như em chưa có cọ rửa mặt thì thôi, chị bảo em là nếu như em dùng được cọ rửa mặt thì tốt. Em đặc biệt nhá, với cái làn da của em nhá, chị nhắc lại nhá Uyên nhá, riêng với cái làn da của em phải có một cái lưu ý, vì da em cực kỳ nhạy cảm, cho nên những cái dòng này em phải tạo bọt cực kỳ tốt, cho nước vào đánh tới lúc nào mà em cảm giác là nó toàn bọt ấy, có máy đúng không, được tốt 10 điểm biết chăm sóc da. Đánh hết, tan hết cái đấy, đánh tung cả hoa tai. Đánh hết cái bọt lên cho chị, càng cái bọt nó càng nhiều mà nó càng mịn càng tốt nhá, riêng với cái làn da của em. Sau đó là cái tẩy da chết nhá. Em dùng sữa rửa mặt của Cetaphil. Cái sữa rửa mặt của Cetaphil rất tốt, nhưng nếu như mà em dùng sữa rửa mặt của Cetaphil, em có cảm giác khi em dùng sữa rửa mặt của Cetaphil xong em bị khô da. Comment cho chị luôn, có đúng em dùng cái sữa rửa mặt của Cetaphil xong mỗi một lần rửa xong em cảm thấy rất sạch. Nhưng mà một lúc sau nếu như em không xịt nước hoa hồng hay em bôi một cái gì lên, một lúc sau em cảm giác là em rất khô. Mà nó bị nó cảm giác nó sao ta? Ngoài cái vấn đề khô, cảm giác nó, nếu như mà lúc đó mà em đang ở trong cái môi trường máy lạnh ấy, thì em sẽ thấy cảm giác cái da em nó hơi ráp, mình sờ nó hơi ráp ấy. Thì đấy. Ok, nếu em giữ lại cái sữa rửa mặt đấy thì chị chỉ lưu ý nếu em dùng sữa rửa mặt Cetaphil em cũng lấy một cái lượng nhỏ thôi, vì cái da của em nó cực kỳ nhạy cảm nhá. Cái tẩy da chết này em cũng lấy một lượng rất nhỏ, nhỏ xíu bằng 1/2 cái đốt ngón tay, một cái ngón tay út này thôi ha. Dùng cho chị 1 tuần 2 lần. Rồi tiếp tới này, cái bộ này dành cho da siêu nhạy cảm và em đang muốn thay đổi cái màu da của em đây, tức là da mình nó sáng hơn. Thì đây cái bộ này, nước hoa hồng này, sau khi cái bước tẩy tế bào chết đó thì mình dùng nước hoa hồng, sau đó mình dùng tới cái tinh chất và mình dùng tới cái sữa dưỡng đấy. Nước hoa hồng, tinh chất và sữa dưỡng. Xong cái bước đó rồi nhá, em dùng cho chị buổi sáng này.
em dùng cho chị cái kem dưỡng không dầu này cho chị, làm dịu mắt, làm dịu lại cái làn da của em và mát cái làn da của em. Với cái làn da của em nó bị như thế nhá, nhất là những cái lúc mà nó trời thời tiết nó bị nóng ấy, đây là cái cứu cánh cho em luôn ấy, cái kem này này, kem chị đang nói này. Sau đó em xịt khoáng này, xịt khoáng này với cái làn da của em, một ngày em xịt khoáng chị 3 lần, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối nhá. Tối thiểu là em phải xịt 3 lần buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, xịt khoáng này của Holika Holika. Bây giờ tới quay lại cái vấn đề bôi kem chống nắng mà rất nhiều, có nhiều người hỏi mà em chưa có trả lời, và bây giờ em sẽ trả lời luôn cho mọi người là lý do tại sao mà mọi người dùng kem chống nắng cứ không dùng kem chống nắng thì thôi. Khi mà mình dùng kem chống nắng kiểu gì cũng bị mọc mụn, thì lúc đó mình mới hỏi là hay là do cái sản phẩm nó đều. Tại sao mình mua cái sản phẩm này ở những cái chỗ mà ví dụ như thậm chí là rất là mắc tiền, rồi thay đổi rất nhiều loại kem chống nắng nhưng loại nào cũng cứ bôi vào là nó lại bị lên mụn, thì có phải là do kem chống nắng không, hay là do cái cách mình bôi, hay do làn da của mình? Thì em sẽ hướng dẫn luôn, em hướng dẫn luôn cho mọi người bôi kem chống nắng này. Chị có để kem chống nắng ở đây không? Hình như không, không chị. Kem chống nắng của chị hình như chị không đưa đi hay sao vậy? Thường chị qua buổi trưa trưa em nhớ chị mới có đem. Không, hôm nay không đưa kem chống nắng đi, hôm nay không đưa kem chống nắng đi. Bây giờ như này nhá, mọi người bóp cái kem chống nắng cho em thì mọi người bóp với cái số lượng rất ít. Trừ cái trường hợp là mọi người đi biển, trừ trường hợp mọi người đi biển thì mọi người bôi nhiều cho em, bôi càng nhiều càng tốt. Đây là sự thật nhá. Nhưng mà em mắng chị xài lâu dữ ta. Ừ? Lâu nhỉ. Chị ngày mà chị cũng dùng. Tao có phải dùng nguyên cái này đâu. Nhà tao còn mềm một lô một lốc những cái loại kem chống nắng khác, mày nghĩ sao? Hơi gì em thấy nói vậy đâu. Chứ đâu phải ngày nào chị cũng dùng cái Dr. Vita này, chị dùng tất cả các loại, loại nào mỗi ngày chị thử một loại. Nhiều khi khách hỏi loại này loại kia mình phải biết để mình ấy chứ. Mọi người bóp cho em một cái lốc ngón tay như thế này thôi, mình bóp cái kem kéo như thế xong này. Không, em nghĩ cái một tiếp dùng lâu quá chứ. Hả? Một tiếp này dùng lâu lắm luôn á. Ừ thì có ai nói gì đâu. Mọi người bóp ra nhá, xong bắt đầu mọi người chấm lên cho em. Em thấy có rất nhiều chị này chấm kem chống nắng xong xoa, nhưng không phải. Đấy không phải là cái cách để mọi người bôi kem chống nắng. Và chính vì mọi người xoa như thế, nhiều chị xoa như thế, thứ nhất là bôi nó quá dày, thứ hai là mọi người sau khi mọi người bôi chấm lên ấy, mọi người thường xoa lên ấy, thì cái kem chống nắng đấy, mọi người tưởng tượng này, sao ta, cái lỗ chân lông của mình nó như thế này, cái lỗ chân lông của mình nó như thế này, thì bây giờ nếu như mọi người bôi kem chống nắng lên phía trên, và mọi người chỉ cái cách bôi tốt nhất ấy là mọi người chấm xung quanh mặt mình như thế này, chấm dàn nhỏ ra càng đều càng tốt. Sau đó mọi người tay mọi người sạch này, mọi người vỗ nhẹ nhàng cái kem chống nắng nó thẩm thấu vào cái làn da của mình, giống như dùng tinh chất. Đúng rồi, nhẹ nhàng như thế, đấy là cái cách sử dụng đúng nhất mà nó ít gây ra kích ứng và bị mụn. Đó. Còn mọi người mà cứ chấm lên như thế này rồi, xong bắt đầu mọi người xoa như thế này, hoặc đặc biệt hơn nữa mà bôi kem chống nắng ra tay xong bắt đầu như này này. Nhiều chị làm như thế, em thấy có nhiều blogger hoặc là những cái người mà kiểu nổi tiếng ấy, họ hướng dẫn là mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng kem chống nắng, có những cách sử dụng kem chống nắng sau. Một là bóp ra tay, sau đó xoa đều ra tay, sau bắt đầu là vỗ lên mặt. Em nói mọi người nghe này, cái việc mà mọi người bôi như thế ấy, nó chỉ dẫn tới cái việc là cái làn da của mình, cái lỗ chân lông của mình nó bị bít lại. Khi mà nó bị bít lại, nó không có cái kẽ hở để nó thoát ra, rồi để cái da của mình nó có cái sự trao đổi với môi trường. Bởi vì mọi người phải hiểu rằng là mình đi ra bên ngoài, vì khi mình bôi kem chống nắng, mình không phải mình đi ngủ mình bôi kem chống nắng, mình đi ra ngoài mình mới bôi kem chống nắng, thì khi mà đi ra ngoài, cái nhiệt độ môi trường bao giờ nó cũng sẽ làm sao cao hơn ở trong nhà. Và khi cái nhiệt độ môi trường cao hơn ở trong nhà thì cái việc mà cái lỗ chân lông ấy, mọi người biết về vật lý rồi đúng không? Vật lý ấy thì khi mà nó nóng ấy thì tất cả mọi thứ nó đều nở ra. Đây là sự thật nhá. Thì khi mà cái lỗ chân lông mình nó nở ra như thế, nếu như trong trường hợp mà nó không nở ra được nhiều, bởi vì là cái kem chống nắng nó đã làm sao, nó đã bít ở trên cái phần đó rồi, vì mình cứ xoa như thế này, thì dẫn tới cái việc là nó bị ứ đọng những cái ví dụ như là cái mồ hôi, cái tuyến mồ hôi, và nó có loại cái loại là tuyến mồ hôi và cái tuyến dầu.
cái tuyến mồ hôi và tuyến dầu, thì cái tuyến mồ hôi và tuyến dầu nó sẽ thoát ra, nó sẽ thoát ra từ đâu? Thoát ra từ lỗ chân lông, từ chân nang lông, mà nó ở cạnh cái chân nang lông nó sẽ có tuyến mồ hôi và tuyến dầu. Thì khi mà nó thoát ra như thế, nó không thoát ra được, thì làm sao ạ? Vô hình chung hai cái thứ đó nó mix lại với nhau và nó bị tồn đọng, nó bị ứ đọng ở bên trong cái làn da của mình, ở bên trong cái lỗ chân lông của mình. Đấy là lý do tại sao mà khi mình bôi kem chống nắng, da bắt đầu mình bị gây ra mụn, bởi vì nó không thoát ra ngoài, nó đẩy ra ngoài được. Nó bị ứ đọng ở bên trong. Thì mọi người khi mà mọi người ứ đọng ở bên trong thì bắt đầu làm sao? Nó phình ra, nó to dần. Bởi vì mình khóa cái cửa để nó thoát cái dầu cũng như là cái nước, cái mồ hôi của mình ra bên ngoài, để thải ra bên ngoài. Mình khóa lại cái chỗ đó lại thì dĩ nhiên là mình sẽ bị nổi mụn rồi. Cho nên mọi người, cách mà mọi người bôi kem chống nắng là mọi người thấm nhẹ, sau đó mọi người vỗ rất là nhẹ thôi, một lớp mỏng, sau đó mọi người đánh kem dưỡng, kem nền, cushion hay bất cứ một cái gì lên tùy mọi người, và make up bình thường nhá. Thì đấy là cái cách mà em hướng dẫn mọi người. Kèm thêm nữa này, khi mà mình bôi kem chống nắng dễ bị sinh ra mụn nếu như mình bôi kem chống nắng như thế, mặc dù bôi cùng kem chống nắng đúng cách nhưng thiếu mất một bước, đó là bước tẩy trang và bước tẩy tế bào chết. Thì khi mà mình bôi kem chống nắng mà mình không dùng tẩy trang và không tẩy tế bào chết, 100% là bị nổi mụn là điều chắc chắn. Đấy là điều chắc chắn rồi, nhất là những cái dòng kem chống nắng mà nó gọi là waterproof, chống thấm nước, thì cái độ bám ở trên da rất là cao. Nếu như mọi người không tẩy trang và mọi người không tẩy tế bào chết thì dĩ nhiên cái việc mà nó khóa cái lỗ chân lông của mình lại. Và khi nó khóa cái lỗ chân lông của mình lại thì dĩ nhiên nó sẽ gây ra cái tình trạng ứ đọng cái dầu cũng như là cái tuyến mồ hôi trong cái làn da, trên trong cái lỗ chân lông của mình, và dẫn tới cái việc mình bị nổi mụn nhá. Nói hơi nhiều, nghe hơi bị đau đầu nhưng đây nó là sự thật, và những cái kiến thức này nó thật sự rất là hữu ích, nó thật sự rất là hữu ích, và mọi người hãy lưu ý về cái kiến thức đó nhá. Em không biết là tôi đi bán hàng mỹ phẩm hay tôi đi đứng lớp đây. Rồi. Em ở trong nhà suốt không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, có dùng kem chống nắng hàng ngày không chị? Tùy em ơi. Nếu như em cảm thấy là thật sự là, nếu như mà em ở trong nhà nhưng mà nó gần cửa sổ ấy, thì mình cũng nên sử dụng kem chống nắng. Còn nếu mà không thì cũng không cần thiết. Cái tia UV nó bắt được phản chiếu vào được mà chị, đúng không chị? Nếu như em ở trong nhà mà cái tòa nhà của em ví dụ như mà nó gần cửa sổ chẳng hạn, thì em cũng nên dùng kem chống nắng. Còn nếu mà không, nếu mà nó là ở những cái tòa nhà mà nó rất là thấp ở phía dưới thì cũng không cần thiết lắm. Không cần thiết lắm, đấy là sự thật ha. Rồi ok, tiếp này. Xong nhá, xong cái bộ này nhá. Bộ này bao nhiêu tiền ấy? Dạ bộ này nói là hơi nhiều lắm. Gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dạ 9 sản phẩm là, nguyên bộ sản phẩm gồm là 9 sản phẩm là 2.961.000 ạ. 2.961.000 cho 9 sản phẩm. Cho chị Tú Uyên đúng không chị? Ừ, Tú Uyên. Uyên cho chị Uyên. Đầy đủ da nguyên bộ dầu, sần sùi, mụn ẩn. Và muốn cải thiện và cho cái làn da mình sáng. Da nhạy cảm. Ừ. Hai cho em xin nhắc lại là 2.961.000 ạ. 2.961.000 cho 9 sản phẩm ạ. Đấy. Xong nhá. Chị Uyên ơi, chụp hình giúp em nha chị Uyên nha. Uyên chụp hình dùng mai nha. Ok, xong. Cái kem này lúc nãy chị thấy có một khách hỏi cái kem này là bao nhiêu tiền chị? Dạ 380.000 ạ. 380.000 ha. 380. Oh my god, đau quá, đau cái lưng quá. Rồi xong. Ok, em không lấy kem chống nắng thì chị sẽ bỏ ra lấy inbox luôn cho chị Uyên kìa. Chị Uyên lấy nguyên cái bộ này và không lấy kem chống nắng. Nên là em trừ ra nha. Ừ, trừ 2, kem chống nắng. 2961 trừ 365. Dạ chị Uyên ơi, bộ sản phẩm của mình trừ kem chống nắng ra là 2.596.000 nha chị. Cho em xin nhắc lại là 2.596.000 cho 8 sản phẩm. Dạ, em có trừ kem chống nắng rồi nha chị. Ừ. Em gửi hàng luôn cho chị Uyên đi. Inbox cho chị Vũ Tố Uyên á, xong rồi gửi hàng cho chị. Bôi kem mà bóng nhảy lên à. Lấy cái phấn Natural Republic, cái phấn nhỏ nhỏ xanh xanh biết không? Cái phấn hút dầu. Phấn hút dầu mang đây. Bôi kem mà bị bóng nhảy đúng không? Đây, cái hầu bà. Cái hầu bà. Ok la.
lên sản phẩm em ơi, lên sản phẩm em ơi. Ê, tao vẫn còn nợ tiền mày đúng không rồi hả mày? Có chị. Ừ, tí nhắc nhá, không chị quên đấy. Hiểu không? Dạ. Yeah. Đừng có ngại, nhiều khi mà chị không, nhiều khi chị cứ kiểu ra xong rồi chị không nhớ ấy. Dạ. Yeah. Chị không nhớ là phải nhắc chị chứ. Mày bóc sản phẩm thế à? Em thấy nó bị ấy rồi. Ấy thì mà ấy đập cho phát giờ. Đập cho phát giờ. Đưa đây tao mở cho. Khít cái gì nó còn trinh ấy mẹ. Nó còn trinh nhưng mày bóc nó ra te tua như thế bao giờ không? À. Chán. Anh ơi, sản phẩm của tao nó còn trinh nguyên mà mày bóc nó tao thế mày. Phấn hút dầu. Phấn hút dầu. Đúng rồi. Cái này để cho túi nhỏ nhỏ cũng được nè chị. Còn trinh nguyên đấy mày ạ. Sản phẩm còn trinh. Đâu em mới cái hộp giấy đó chứ, cái đó là còn nguyên mà. Ừ. Sao bóc, sao bóc ở phía trên chứ sao bóc phía dưới. Bóc phía dưới này khách lại tưởng là sản phẩm không còn trinh. Rồi ok đây. Bà nội nào bảo là buổi sáng mà bôi kem xong mà cảm giác không có dầu ấy, hoặc là đánh phấn ấy mà vẫn có dầu ấy thì đây. Nè. Phấn hút dầu, phấn kiềm dầu. Còn trinh. Trinh này là trinh lỗ rốn nha các má. Nó còn dán nó còn dán đây, còn trinh thật. Trinh này là còn trinh thật chứ không phải trinh lỗ rốn nha các bà. Trinh thật. Ở bên trong ấy, tức là cái này nó rất là tiện, mình bỏ đi, mình bỏ trong túi xách ấy, nó nhỏ nhỏ gọn xinh xắn. Nào mà mình bị nhiều dầu quá thì mình chấm lên, chấm cái phấn này lên, nó không lên tông da quá nhiều nhá. Nó không, nó là cái dạng, tức là nó y chang tự nhiên luôn, chứ nó không phải là cái dạng phấn mà phấn phủ, mà cái loại phấn phủ mà để lên màu để mà make up trang điểm thì không đúng nhá. Cái phấn này nó chỉ có một cái mục đích duy nhất là để nó hút dầu thôi, chứ nó không có cái mục đích là để làm sáng da, rồi để làm contour, rồi để highlight, rồi cái thổ tả gì đó là không có. Cái mục đích duy nhất của nó là để hút dầu. Và nó hút dầu rất tốt. Em bao tiền? Dạ 175.000 ạ. 170 cành em vẫn còn zin. Dùng mất, dùng mất lâu nha chị. Cái bộ nó lâu lắm luôn. Dùng được rất là lâu. Mình chỉ phủ 170 thôi mà. Dạ 175.000. 175.000 em vẫn còn zin. Các anh các chị mua zin cho em đi. Dạ cho em xin nhắc lại, hộp phấn kiềm dầu hút dầu là 175.000 nha các chị. Và các chị mua hàng có thể liên hệ tại số hotline 0971951441 hoặc các chị có thể inbox tại bayseein.com.vn giúp em ạ. Rồi ok. Đây rồi, tôi sẽ xong. Nha. Bà nào mà hút dầu hút gel thì đây hút dầu đi. Hút dầu nhá. Không sao, 175 dầu 175.000, dùng rất là lâu. Ừ, mạng yếu nói. Ơi, mạng yếu quá. Giờ đang mưa chị ơi. Tao nói hãm gì đâu, hãm gì đâu. Tại sao hãm gì đâu? Ủa hôm nay đang đá banh hả mày? Rồi, ok. Lên cho em một bộ da khô bị ít mụn bẩn mùa đông hay bị chóc lỗ chân lông ở chỗ má gần mũi hơi to, da em không nhạy cảm. Một bộ dành cho da khô này. Ít mụn ẩn. Mùa đông hay bị chóc, lỗ chân lông ở má vừa gần mũi hơi to, do em không nhạy cảm. Da này dễ ợt, lên đi. Lên đi mày ơi. Lên đi mày ơi, lên đi mày ơi. Ừ, khô băng chóc. 16 tuổi dùng được sản phẩm bên chị chưa em? À, chưa. Được. Được, vô tư. Trời ơi. Sản phẩm thiên nhiên lành tính mà có cái gì đâu mà không ấy. Có gì đâu mà sợ. Không sợ, trời ơi. Không, em nghĩ là cỡ thôi, giống như là da vừa lớn lên mà bị mụn thì là nên dưỡng như em. Đúng rồi. Thì chị lúc đó đâu biết, cứ nghĩ là xài sản phẩm, mỹ phẩm không được. Chứ khi là mình không dùng sản phẩm tẩy thôi. Đúng rồi. Chứ không dưỡng sau này cái da nó mới càng hệ trọng. Ừ. Giống như mụn phát sinh đó chị. Có tẩy trang chị ơi. Các bạn inbox cho chị nhá. Các bạn inbox cho chị yêu nhá. Có tẩy trang, các bạn inbox cho. Các bạn inbox gửi tẩy trang cho chị ha. Da khô em, bong chóc. Da khô. Cái này tại vì mình ghê quá thôi. Cái skin cái trà xanh ít skin của chị đâu. Sữa rửa mặt trà xanh ít skin của chị đâu. Của chị đâu. Đi đâu rồi, mất tiêu rồi. Mất tiêu con mẹ hàng lươn mà. Chạy mẹ đâu rồi. Nước hoa hồng, đưa nước hoa hồng của em. À đây nước hoa hồng đây. Ok. Osake. Đây.
sake. Đây. Kem chống nắng. Kem chống nắng đưa đây. Kem chống nắng đưa đây. Eo ơi, người ta chỉ hỏi là tẩy trang em ơi, mà tại sao lại thả bình luận, thả tức giận bình luận thế kia. Khổ thân, khách của tôi bao giờ thế không? Khách của tôi chỉ bảo là tẩy trang em ơi thôi. Cái bà nội nào mà rảnh nợ thế kia, làm sao mà lại thả comment cái gì hình mặt giận dữ thế kia. Đổi ngay thành cái trạng thái đáng yêu ngay. Không, không yêu đừng nói lời cay đắng. Người ta chỉ hỏi là tẩy trang em ơi thôi. Tại sao lại thả không comment giận dữ cho khách của tôi thế kia? Khách của tôi đã làm gì cô? Bấm lộn hay là như thế nào? Bây giờ đổi ngay trạng thái sang đáng yêu hình trái tim ngay. Ngay lập tức đề nghị. Trời ơi. Cô còn phải có kem dưỡng mắt. Không được, không được. Không được thả, không được thả cái bình luận không cái gì. Không được thả giận dữ cho khách của tôi. Mẹ đừng để đi tôi điên, tôi tóc váy tôi chửi cho bây giờ. Chửi cho bây giờ, đang lúc tôi đang dễ thương này. Để tôi phải hóa mụ dạ xoa là hơi ghê đấy nha các bà nhá. Thả tim. Đúng rồi, người ta có làm gì đâu mà tự nhiên lại thả comment giận dữ cho khách của tôi thế kia. Đúng không chị? Chị yêu. Chị mua hàng thôi mà, tại sao lại thả giận dữ thế kia, đau khổ thế kia. Nào, bây giờ thế này nhá. Rồi, cái bộ này này. Bộ này em tính tiền giùm chị đi. Em tính tiền giùm chị đi. Cái bộ này là dành cho chị Hạnh Đoàn này. Dành riêng cho chị Hạnh Đoàn này. Rất đau bụng quá. Da khô. Không. Da khô nhá. Và bị ít mụn ẩn này. Sau đó thì mùa đông thì da bị bong chóc và lỗ chân lông ở cái chỗ má đấy thì nó cũng hơi to một chút xíu. Và da này không bị nhạy cảm. Thì đây là cái bộ dành cho bạn Hạnh Đoàn, cái làn da mà em vừa miêu tả đó, cái làn da của chị Hạnh Đoàn á, em vừa miêu tả thì cái bộ này dành cho bạn. Và nó dùng theo các bước như sau. Ok, em thấy rồi, ok, để các bạn ấy gửi tẩy trang sang cho chị. Ừ, ok, chị đợi tí nhá. Chị nào? Rồi. Chị gì đó, chị Việt Kiều. Lò tẩy trang, chị La Hồng Thắm, lò tẩy trang trà xanh chắc là của Innisfree rồi. Ừ. Rồi. Bây giờ nhá. Đầu tiên là dùng cho chị cái sữa rửa mặt Iskin trước. Sau đó này, một tuần em tẩy da chết cho chị 2 lần nhá. Một tuần để tẩy da chết 2 lần. Sau đó em dùng cho chị cái nước hoa hồng Aloe này. Rồi, cái tinh chất này, đặc biệt cái tinh chất này, dùng kèm cùng với cái tinh chất này. Sau khi nước hoa hồng em sẽ dùng tới cái bước tinh chất này. Để làm sao? Để cho em bổ sung cái nước của em. Bởi vì da của em bây giờ đang bị khô. Nếu mà mùa đông nó sẽ bị khô bong chóc. Thì đây em bổ sung cái nước này cho chị. Và rồi em dùng cho chị cái sữa dưỡng. Cái bộ này này, bộ sữa dưỡng. Dùng kèm với cả kem dưỡng. Bộ sữa dưỡng, kem dưỡng và cái kem dưỡng mắt này. Còn ban ngày em bôi cho chị kem chống nắng của COS này. Nhá. Được chưa? Chị nhắc lại này, với cái làn da của em này, cái làn da mà gọi là da khô một chút xíu đúng không? Dạ đúng rồi. Da khô này. Rồi có một chút xíu làm cái lỗ chân lông ở cái phần gần cái cánh mũi này nó hơi to một chút xíu này. Và da bị bong chóc. Thì đây là cái bộ mà phù hợp cho em nha. Bộ phù hợp riêng cho em ha. Tính ra chị. Dạ. Dạ, bộ sản phẩm trên gồm 8 sản phẩm. Dạ, cho em xin báo giá là 2.420.000 ạ. Dạ, cho em xin nhắc lại là bộ sản phẩm trên dành cho da khô, bị lỗ chân lông to ngay vùng gần cánh mũi và da bị bong chóc ạ. Dạ, cho em xin nhắc lại bộ sản phẩm trên 2.420.000 ạ. 2.420 ạ? Dạ, đúng rồi chị. Cho bao nhiêu sản phẩm? Dạ, gồm 8 sản phẩm. 8 sản phẩm. Dùng từ 6 đến 7 tháng. Dạ, vâng. Dùng từ 6 đến 7 tháng. Cho em xin nhắc lại là 2.420.000 gồm cho 8 sản phẩm. Có cả tẩy trang, có tẩy trang em ơi. Có tẩy trang. Này còn hàng không? Dạ, còn. Ừ, còn hàng đây. Cái cộng thêm cho chị cái tẩy trang này bao nhiêu tiền em? Dạ, cộng 410.000 là 2.830.000. 2.830.000 cho 9 sản phẩm. Đây chị để lại đây em chụp hình cho chị nhá. Này. Chị để lại đây em chụp hình cho chị nhá. Được chưa? Xong chưa Hạnh Đoàn? Chị Hạnh Đoàn. Có Hải Yến đang hỏi là da khô chăm sóc như nào? Em sinh viên điều kiện chưa nhiều.
tư vấn cho cho bạn ấy luôn cái bộ này đi. Da khô chưa điều chỉnh nhiều. Ừ. Thế nếu mà nếu như mà da em khô nhá, Tiến ơi, nếu như da em khô mà em đang là sinh viên thì chị sẽ lên cho em một cái bộ mà chị sẽ lên cho em một cái bộ khác. Cái bộ cũng dành cho da khô nhưng mà nó sẽ giá nó sẽ hợp lý hơn ha. Em muốn ấy đúng không? Em muốn da khô mà ấy đúng không? Em nghĩ là bỏ nó sử dụng. Lên cho chị một bộ khác. Lên cho chị một bộ khác, các bạn sẽ lên cho em một bộ khác nó cũng phù hợp với da khô nhưng mà giá nó sẽ ấy hơn, nhất là nếu mà em đang là sinh viên, da em nó đang ở trong cái chế độ mà gọi là vẫn còn đang da còn đang đàn hồi tốt ấy. Thì đây chị sẽ lên cho em một bộ. Nhưng mà cái bộ này chị sẽ tối giản lại. Tức là đáng nghĩa như em phải dùng đủ các bước. Ừ, em sẽ dùng đủ các bước, ví dụ như với chị Hạnh Đoàn ấy là chị dùng đủ từ A đến Z thì cái da nó sẽ cải thiện nhanh hơn. Còn với cái làn da của em, nếu như là da là em đang là sinh viên chẳng hạn thì ok, chị sẽ lên cho em một cái bộ mà nó dành cho sinh viên luôn ha. Đợi chị xíu, đây chị lên cho nhá. Đây chị có tinh chất dưỡng rồi em ơi, tinh chất dưỡng của Iskin đây rồi. Sữa rửa mặt. Da khô. Cái kem này chỉ dùng kem được rồi, chỉ khỏi còn nghiền sữa được mà chị. Không được. Cho chị cái đợi chị tí nhá, chị lên sản phẩm cho em. Cái này. À, không. Còn cái gì nhỉ? Đưa cái sữa dưỡng của cái bộ này này. Bộ sữa dưỡng cho da khô. Sữa dưỡng cho da khô. Toner nữa. Toner lấy cái loại ở aloe này cũng được em ạ. Cái loại aloe này nó hỏng. Ừ, còn cái loại này. Đây. Đây em ơi. Sinh viên nhất, chị cắt giảm hết tất cả các thứ. Nhưng mà chị nói này, nếu như mà em có điều kiện thì em phải mua thêm những cái kia để dùng. Tại vì khi mà em mua thêm những cái kia để dùng thì cái làn da của em nó cải thiện nhanh hơn. Và cái việc mà dưỡng da của em ấy nó phải đầy đủ các bước, em hiểu với chị không? Còn đây là chị cắt giảm tối thiểu nhất có thể để nó phù hợp với mình nhá. Đấy, thì đây. Chắc cái tinh chất là gì thì chị đấy. Ừ. Em cộng cho chị cái bộ này đi em ơi. Dạ, số mặt 160. Chị xếp theo đúng cái thứ tự nhá em yêu. Đúng theo thứ tự này, em sẽ dùng theo đúng thứ tự như vậy luôn. Đó, sữa rửa mặt này của trà xanh có cả tinh chất cô đặc của trà xanh ở trong đó. Sau đó thì sẽ tới nước hoa hồng của Ale. Rồi, sau đó thì sẽ là cái tinh chất để mà phục hồi cho cái làn da của em, cấp nước để nó không bị sần sùi nữa, nó không bị khô ráp nữa. Rồi, sữa dưỡng và kem dưỡng. Dạ. Thì cái bộ này là bao nhiêu? 265.000 ạ. 1.265.000. Dạ. 1.265.000 cho 5 sản phẩm. Cho 5 sản phẩm thì tính ra là mỗi một sản phẩm, tính trung bình ra mỗi một sản phẩm chỉ rơi vào tầm khoảng 253.000. Nhá. Và cái này là 1 triệu bao nhiêu? 1 triệu. 1.253. Đem cộng lại. Cộng lại xem nào, cộng lại một lần nữa xem nào. Cái này dạ 1.265.000 ạ. 1.265.000 và em có thể sử dụng trong vòng 1-2-6 năm đúng không? Ghi xuống đây tí lại quên. 1-2-6 năm này em có thể sử dụng trong vòng tầm khoảng 6 tháng. Thì mỗi một tháng em chỉ mất tầm khoảng 210.000 để dưỡng da thôi. Mỗi một tháng là 210.000, 210.000 chị chia cho 30 ngày đi, mỗi tháng 30 ngày thì mỗi một ngày em chỉ mất 7.000 tiền dưỡng da. Đó là một ngày, mà một ngày thì em dùng 2 lần, vì thế 7.000 chia cho 2 thì mỗi một lần em sử dụng sản phẩm em chỉ mất 3.500. Này nhá, chị chia lại cho em xem nhá. 1.265.000 cho 5 sản phẩm và em có thể sử dụng trong vòng 6 tháng thì mỗi một tháng em sẽ mất 210.000 tiền dưỡng da. Một tháng mất 210.000 chia cho 30 ngày thì mỗi một ngày em mất 7.000. Và mỗi một ngày mất 7.000 như thế và em sử dụng buổi sáng và buổi tối thì em sẽ 7.000 em sẽ chia cho 2 lần thì mỗi một lần em sử dụng buổi sáng em sẽ sử dụng 3.500 và buổi tối em sẽ sử dụng 3.500. Đấy là cái số tiền em phải chi trả cho cái việc dưỡng da của em. Đây là một cái giá, chị nghĩ đây là một cái mức giá rất là sinh viên rồi. Rất 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 là sinh viên rồi. Hy vọng là sẽ đáp ứng được cái mong muốn của em. nhá. Ok, chụp lại màn hình cái bộ này cho chị và gửi cho nhân viên ha. Chị nhắc lại cái bộ này này, dành cho da, thứ nhất là da bị làm sao nhỉ? Bị khô này, bị thô ráp này. À, da có thể một chút là không đều màu này.
và có một chút lỗ chân lông to ở hai cái phần cánh mũi này, thì đây là cái bộ sản phẩm sinh viên nhất dành cho em. Nếu như mà em không make up hay không này không kia, nếu như em make up là em phải ấy nhá, không nếu như phải em make up là em phải tẩy trang nhá nhá, ok chưa? Rồi, cảm ơn chị, không có gì không có gì, em bình thường, có gì đâu, ghê gớm. Chị Mai Trâm có nói là 40 tuổi da không mụn nhưng không đều màu và không sáng, tư vấn cho chị. Da chị là chị là da gì, da khô hay da thường hả chị yêu ơi? Chị Mai, tên Mai chắc là sẽ rất là xinh, để mình tia cái tao tia xem cái avatar ở khách xem có xinh không. Tên Mai chắc là xinh. Ôi xinh lắm, sang lắm em ơi. Ôi sang thế. Da thường, vừa xinh vừa sang. Da dầu. Dạ chị Mai ơi, mình nhà thuộc da dầu hay da khô à? Hoặc là da thường chị? Chị inbox giúp em để em kê sản phẩm cho mình phù hợp với mình nha chị. Da thường em ơi. Dạ không. Thôi sang lắm. Sang lắm, em 40 tuổi em cũng muốn được sang như chị. Kiếm nhiều tiền để 40 tuổi mình cũng sang chảnh. Mình cũng sẽ sang chảnh giống như khách của mình nhỉ. Da thường 40 tuổi. Da thường 40 tuổi. Da không đều màu da em ơi. Không đều màu da em cho chị cái bộ cos đi. Cái bộ cos không đều màu da á. Lên cho chị cái bộ đấy đi. 40 tuổi. Collagen. Kết hợp cùng với lại cái cos không đều màu da. Chính xác. Tao cũng yêu mày ấy nhỉ. Mày với tao hợp với nhau quá. Kiểu lên sản phẩm ấy, rất hợp ấy. Em thấy chị lấy tay nha, rõ vậy. Em thấy chị lấy tay. Này, tao nói cho mày nghe, tao lấy tay tao không lấy, tao chọc ngón tay như chúng mày nhá. Nhìn này, kỹ thuật này, bao nhiêu năm nay rồi. Chúng mày là móc ở đây đúng không? Trời ơi. Mày trứng lại đói khôn hơn vịt à mày. Nghỉ đi mày, mày nghĩ sao? Hơi bị nhầm to rồi nha. Hơi bị nhầm to rồi nha cưng. Bên đêm là chị sáng da đúng không? Tôi cũng lên rồi. Rồi đưa chị xem nào. Cái này nó ấy không? Ừ, sáng da. Rồi đưa cho chị cái mặt nạ. Mặt nạ với lại cái gì nhỉ? Cái mặt nạ áo sơn. Có hai loại mặt nạ, chị ý phải dùng hai loại mặt nạ em ạ. Một loại là mặt nạ collagen và một loại là mặt nạ để làm sáng da. Cái loại DNA sáng da đúng không? Phải dùng kèm hai cái đấy thì nó mới có hiệu quả được. Với lại cái gì nhỉ? Chưa có tẩy da chết đúng rồi, lên đi. Có, đợi em tí. đợi em tí. Ôi, đau bụng quá các chị yêu ơi. Làm sao thế này, trướng bụng đầy hơi. Bạn đang bị trướng bụng đầy hơi thì nên uống thuốc gì? Chỗ em có bán thuốc bôi chim không em? Không anh ơi. Chim cò gì giờ này? Vậy kêu mẹ anh bán. Vậy kêu mẹ anh bán. Nhân viên em đang bảo nó đang chửi tục anh ấy. Thuốc bôi chim bôi cò gì giờ này, anh đi ra chỗ khác chơi, khổ quá. Giờ kiếm tiền cũng kiếm. Kiếm chuyện không à. Trời má, tôi làm gì đâu má. Này là vô duyên nha má. Biết không? Có biết không? Không nói ấy. Không nói thì mình là nam nhi đại trượng phu phải không? Đi ra ngoài đường lưng lẫy. Nhìn thấy sao gọi là nhìn phụ nữ nhìn thấy là mê đắm. Còn đâu á mà nam nhi đại trượng phu mà vào cái nơi mà phụ nữ người ta làm sao làm đẹp, làm đỏm rồi ở dưỡng da mà con mình như vậy là anh có biết bị sao? Trời ơi, mỗi một người thôi đang coi ở đây thôi chỉ còn nhổ một bãi nước bọt thôi là anh bơi từ đây gọi là bơi không biết gọi là đúng ở suối vàng ấy. Bơi anh tiễn anh bơi về suối vàng. Có những vàng còn đỡ. Suối gì? Suối vàng luôn anh. Biết không? Cho nên thôi nha, không có được như vậy nha, lần sau không có được như vậy. Biết chưa?
Bộ này vừa sáng da mà cung cấp collagen. Đúng rồi, lão hóa. Ngăn ngừa lão hóa. Em mới đổi cái mắt cũng có luôn. Ừ, cái mắt cũng có luôn rồi. Mặt nạ có chưa? Đây. Còn kem nhà em chị. Boosting của chị đâu? Đưa cái boosting của chị đây. Đưa cho chị cái boosting. À, với lại cái serum Mela 14 đây mày, con này một điểm về chỗ. Mày thấy không? Tao đang mải buôn với lại cái anh vô duyên kia, cái là mày mày lệch pha ngay con này. Con này củ chuối quá. Đâu chị Mai xinh đẹp, đây bộ này đây. Có cái tinh chất da lắc không? Cái bộ này boosting dành cho người trên 40 phải có. Phải có boosting và cái này dùng kèm cùng với nhau. Không, nó có cái tên chị biết. Đúng không chị? Chị biết. Coi chị. Mệt. Khổ lắm, tôi cứ đang livestream mà lại gọi hoài. Gọi cái gì? Không được gọi. Lúc đang làm ăn cứ livestream cứ gọi hoài, nhắn tin mới gọi điện hoài, bực mình ghê vậy đó. Hiểu không? Có hiểu vấn đề không? Rồi. Nè chị yêu chị Mai. Khó thế mẹ. Em lên cho chị cái bộ này nhá. Bộ này là bộ dành cho 40 tuổi này. Trời ơi, nói chung là dùng cái bộ này thì thôi, miễn chê luôn nhá. Em mà đã lên đơn thì chỉ có chuẩn chỉnh và ngon lành đẹp đẽ thôi ha. Nè chị. Được không chị? Được, chắc là khách nhìn thấy chứ hả? Chúng mày có nhìn thấy để lấy hàng cho khách không chứ? Thấy. Khách thì chắc là thấy rồi chị. Khách thì chắc là có nhìn thấy thôi. Em nhìn mấy là em biết. Ừ, rồi. Bây giờ nha, chị yêu chị Mai. Đầu tiên chị sửa rửa. Oh my god, em đau cổ quá. Em ơi, nói chị ra, nói giúp chị đây. Dạ, đầu tiên cho em xin dạ, cho em xin chia sẻ, đây là sữa rửa mặt Vincent, dạ, với thành phần là từ vàng và nhân sâm, cho nên rất là hỗ trợ đối với những da mà như da thường, da khô hoặc là da lão hóa. Đối với các chị mà da sạm màu thì đây là em này là rất là phù hợp với các chị. Sản phẩm hỗ trợ là tăng cường collagen và giúp làm sáng và điều màu da khi mình sử dụng mà. Ngoài công dụng làm sạch thì có thể có khả năng là giúp làm sáng và điều màu da nha chị. Dạ, đây là sữa rửa mặt Vincent ạ. Dạ, đây cho em đã xin. Dạ, cho em xin bước kế tiếp là tẩy da chết. Chị có thể sử dụng một tuần từ 1 cho đến 2 lần nha chị. Dạ, đây là tẩy da chết dạng gel aqua, cho nên cấp nước. Và khi quá trình mình sử dụng thì chị sẽ không sợ và da mình bị kích ứng và sau khi mình tẩy da chết nha chị. Dạ, đây là tẩy da chết ạ. Chị nhớ giúp em là mình nên tẩy da chết từ 1 đến 2 lần trên tuần nha chị. Tại vì da mình sạm màu á, khi mà mình chị tẩy da chết thường xuyên thì sau khi mình sử dụng các sản phẩm á, nó sẽ hỗ trợ là giúp thẩm thấu nhanh hơn và nó hiệu quả hơn nha chị nha. Dạ, kế tiếp đây là toner Y-Vita. Được không chị? Được. Dạ, Y-Vita giúp ngoài việc giúp làm sạch sâu thì một lần nữa sau khi mình sử dụng sữa rửa mặt thì toner sẽ giúp là cân bằng độ ẩm cho da và làm điềm sáng màu da. Và kế tiếp nữa đây là tinh chất boosting. Dạ, đây là sản phẩm với thành phần là giúp sáng da và là chất, và còn gọi là chất dẫn xuất. Chất dẫn xuất. Dạ. Trước khi mình sử dụng tinh chất trắng da thì chị nên sử dụng chất dẫn xuất để giúp thúc đẩy cái hiệu quả sau khi mình sử dụng cái tinh chất. Bước tiếp tiếp theo nó sẽ nó được là một cái bộ đôi hơn. Nó là một cái bộ đôi đi kèm. Dạ. Nó phải có cái chất dẫn xuất này thì cái việc mà chị sử dụng những cái essence sau này nó sẽ được đẩy lên, tức là nó đẩy lên 50-100% nhá. Nè, cái này là cái tinh chất Mela để ức chế lại những cái thành phần mà gây cho cái việc cái da của mình nó bị sạm màu, tối màu. Sau đó thì chị dùng cho em cái essence này để làm sao để cho cái da của mình nó sáng hơn. Vì da của chị là nó đang không có đều màu và nó không có được sáng. Tức là nó cứ hơi cảm giác nó hơi xỉn xỉn màu ấy. Da nó hơi xỉn xỉn màu, nó không phải là nó đen. Nó có dấu hiệu lão hóa mà nó không phải là da mình đen đâu, nhưng mà nó cảm giác da nó xỉn, nó không được sáng ấy. Nó không có cái độ sáng, nó không có cái độ mà da cảm giác là nó khỏe khoắn. Thì đây, dùng cho em cái này. Sau cái bước này sẽ dùng tới cái này nhá. Nè, sau đó này, buổi sáng chị bôi cho em này. Sữa dưỡng để cung cấp cái collagen của mình. Vì mình ở cái lứa tuổi này rồi thì bắt đầu mình cần nhiều cái collagen. Thì chị dùng cho em cái sữa dưỡng này cùng dùng kèm với cả cái kem mắt. Đây là buổi sáng. Và dùng cho em thêm cái kem chống nắng.
đây là buổi sáng. Còn buổi tối này thì chị dùng cho em này sữa dưỡng này và kem này, kem Mela này. Kem Mela. Kem Mela để làm sao? Ôi mày ơi, nói giúp tao, sao tự nhiên tao, tao bị đau cổ quá. Dạ, kem dưỡng da Mela giúp ngoài việc là giúp làm trắng sáng da và đặc biệt là các đốm màu trên da. Ví dụ như mình có vết thâm sau mụn hoặc là các vết tàn nhang nhẹ trên da, trên má mình đó chị. Thì mình sử dụng, khi mình sử dụng cái kem dưỡng Mela này, nó sẽ hỗ trợ làm sáng đều màu da và làm mờ luôn cái vết thâm trên da của mình nha chị nha. Ngăn ngừa cái việc hình thành bị nám. Ngăn ngừa cái việc mình bị hình thành bị nám luôn. Dạ, cho mình luôn. Và các sản phẩm trên đều cung cấp collagen cho mình, cho nên rất là hỗ trợ trong việc tăng độ đàn hồi cho làn da, cho nên chị yên tâm sử dụng để ngăn ngừa là ngăn ngừa lão hóa cho da nha chị. Nó sẽ cứ hay bị cà lăm á nhỉ. Nó nhanh. Nó nhanh quá tao, tự nhiên tao đau cổ quá mày. Cộng với nước bộ sản phẩm này rồi em cộng lại nước đây rồi. Tiếp đau cổ thế nhỉ. Đau có vấn đề gì xảy ra với mình? Hay bị khô cổ họng quá. Không ghi chơi ngại. Mới nhắn tin. Nhắn tin gì? Em giỡn á. Cái ông nãy vô duyên á. Ồ, chắc tôi gặp này, tôi chắc tôi gặp thằng cô hồn á, tôi gặp cái anh cô hồn nên tôi ho quá trời ho luôn cơ mà. Ho mẹ ho không dứt. Chỉ vì ông ấy hỏi là có bán thuốc bôi chim không? Ta nói nhà em rất nhiều thuốc bôi mụn, nhà em rất nhiều thuốc gọi là kem dưỡng da. Trời, nhưng quên, mà đây. Nhưng mà không có cái kem dưỡng nào, cũng không như không có cái thuốc nào mà đặc trị được cái bệnh gọi là cái bệnh vô duyên á. Này, da xấu có thể cải thiện được nhá. Rồi, mụn thì có thể hết, da có thể đẹp, nhưng vô duyên thì không thay đổi được. Muôn đời. Muôn đời không thay đổi, háng cô hồn. Các đàn, đây chị dùng thêm cho em hai cái mặt nạ này nữa chị yêu. Cái mặt nạ đầu tiên là cái mặt nạ làm trắng sáng da, ức chế cái thành phần melanin và làm sáng cái làn da của mình lên, mình xe da mình nó sẽ không bị xỉ màu nữa, và cũng như là nó cung cấp thành phần là để làm cho mình ngăn ngừa cái việc lão hóa của mình. Và cái thứ hai là cái mặt nạ collagen, cung cấp collagen. Nó có hàm lượng như gì ta, cái con gì trong có collagen tươi. Dạ, collagen tươi với cả những cái chất nhầy ở trong cái con ocsen ấy. Để cho cái làn da của mình nó không bị hình thành cái nếp nhăn. Thì đây chị sử dụng hai cái mặt nạ giúp săn chắc và đàn hồi da, săn chắc đàn hồi da. Hai cái này chị sử dụng cho em nha. Cộng lại cho chị cái bộ này bao tiền em? Dạ, chọn bộ sản phẩm để em đếm lên cho kỹ ạ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Dạ 12 sản phẩm là 5.025.000 ạ. Dạ cho em xin nhắc lại. Bộ sản phẩm trên gồm 11 sản phẩm là 5.025.000 dành cho da thường và da có dấu hiệu lão hóa, bị sạm da, không đều màu da. Chị Mai đang nói là bỏ tế bào chết, em ơi trừ tế bào chết. Dạ vâng, em sẽ từ trừ tẩy tế bào chết ra là của mình là 4.775.000 nha chị. Dạ em trừ sản phẩm tẩy da chết ra thì mình còn là 10 sản phẩm là 4.775.000 nha chị Mai nha. Cho em xin nhắc lại với các chị là bộ sản phẩm trên phù hợp đối với da thường, có dấu hiệu lão hóa da và bị sạm màu da, tối da không đều màu nha các chị. Và đặc biệt các chị có thể sử dụng bộ sản phẩm này để dưỡng cho mình, giúp mình là cung cấp đàn gì ta, cung cấp độ đàn hồi cho da và cung cấp collagen à. Đúng rồi, tăng độ đàn hồi cho da mới đúng, không phải cung cấp. Rồi chị đã chụp lại màn hình, ok. Dạ, 4.775.000 đối với 10 sản phẩm, em trừ tẩy da chết ra là 4.775.000 nha các chị nha. Em gửi sản phẩm cho chị Mai kìa. Dạ vâng ạ. Gửi sản phẩm, đưa cái ấy đây, đưa cái đồ ấy, đồ để đồ đấy. Em lấy luôn luôn cái bộ này, luôn lấy cái bộ này để riêng cho chị. Em gửi cho chị Mai nha em ơi. Không phải bị nhầm lẫn hàng của chị với lại khách khác ấy. Khổ thân. Tư vấn xong là tí nữa lại khách khác lại chị em ơi đưa cho chị bộ này, xong lại chị ơi bộ này thiếu mất một sản phẩm hay hai sản phẩm là chết luôn đấy, chết luôn đấy, không lấy tẩy ta chết. Ừ, bỏ tẩy ra chết ra chị rồi ơi, ok. Cảm ơn chị yêu, cảm ơn chị yêu. Sang quá tiếp em ơi, mình là kiểu thánh soi. Mình hay thánh soi super soi khác mình. Ờ, Hiền ơi chị nghe này đây. Em hỏi lần nữa nha. Hỏi lần nữa đây, chị đọc đây, đọc tao cái tao đọc. À, em làm nail bụi nhiều, đèn nê ong chiếu da em dầu, mụn thâm lâu, mụn ẩn, mụn đầu đen ở mũi, lỗ chân lông to, chị tư vấn cho em tất tần tật từ chữa mụn đến dưỡng da hợp với thời tiết của châu Âu luôn chị ơi. Được, chị sẽ lên. Mụn thâm
bà này làm trong, em làm trong môi trường neo đúng không? Ừ, cái bụi đó nó cái bụi lắm. Bụi. Bà này thế thì em phải bôi. Phải bịt khẩu trang, mà bịt khẩu trang thì càng mụn. Ngày nào bạn ấy cũng phải bịt khẩu trang thì chị thấy không? Vì em bịt khẩu trang nên là nó không ấy được. Được rồi, chị sẽ có cách lên cho chị một cái bộ như bạn ấy đang nói đi, da dầu. Da dầu bị mụn này, mụn ẩn, mụn đầu đen. Thâm. Ừ. Lỗ chân lông to. Đưa lại đưa sản phẩm lên đi, xong chị sẽ có cái cách để mà để tư vấn cho chị về cái làn da của chị, vì chị đang làm nail và bị này. Thật ra là có thể là da bà rất đẹp nhưng vì bà làm nail ấy, lúc mà mình bắt đầu mình mài ấy, cái bụng nó lên. Cho nên mới bị mụn nhiều. Được rồi, cứ lên đi, xong chị sẽ có cách chị hướng dẫn bạn ấy để bạn ấy bảo quản. Cũng như là sửa ấy cho bạn ấy cái làn da của bạn ấy. Cứ lên một bộ sản phẩm đi. Chị có đọc được rồi, Hiền đợi chị một tí, chị lên bộ sản phẩm cho em. Đặc biệt thì chắc là da khô phải cặp. Đúng rồi. Đây chị lên cho em cái bộ này nhá. Da dầu mà kem dưỡng da này. Ừ. Kem chống nắng và kem chống mụn. Kem chống mụn là phải có. Bà này, tôi nói thật bà này này, riêng bà này nhá, mua kem chống mụn về vậy chắc là bà này đang làm ở bên nước ngoài đúng không? Chắc là nguyên cái spa đấy, nó nguyên cái chỗ mà tiệm nail đó, nó chắc là bà dùng xong cái kem chống mụn này, nguyên cái tiệm nail nó bảo bà là phải gửi từ hàng Việt Nam sang cho mỗi bà 1-2 lọ luôn á. Tin tôi đi, chống mụn này này đã là dân làm nail rồi. Dân làm nail thì chắc là dùng cái chấm mụn này xong rồi quất luôn. Đẩy da chứ không cần có bếp à. Ừ. Cấp nước cho da. Ừ. Rồi đầy đủ rồi chị. Còn cái tẩy trang nữa. Được. Tẩy trang cho chị. Ừ, được. Chị đang nghĩ sao cho thêm một cái bước nữa để cho da bà này bà ấy á. Để bà này bà ấy hạn chế cái việc bà ấy bị bụi lên trên mặt này. Này, tình yêu nóng cháy ơi. Hiền ơi Hiền, chị hỏi này, em có make up khi em đi làm không? Thật ra cái bộ này là lên cho em là đầy đủ rồi, nhưng chị đang nghiên cứu thêm cho em về cái việc là em, tại vì ấy, cái việc mà em bị mụn ấy nó sẽ không dừng lại, bởi vì là cái tính chất, chị nhắc lại là cái tính chất nghề của em nó là như vậy rồi, cái nghề của em là nghề làm nail, cho nên là để bảo mà nó hết 100% thì chị nói luôn là nó sẽ không thể nào mà gọi là sau khi em dùng xong mà nó hết mà nó không bao giờ nó quay trở lại, nhưng chị sẽ hạn chế nó lại và nó sẽ bị lên rất ít mụn thôi. Ví dụ em có 10 cái mụn đi thì em chỉ lên, bây giờ em chỉ lên, nếu như chị hướng dẫn em sử dụng và em dùng đúng cái bộ sản phẩm, nó chỉ lên một cái thôi, nó không lên 10 cái nữa, hiểu ý chị không? Bởi vì cái tính chất nghề nghiệp của em là nó ngày nào em cũng phải tiếp xúc với những cái làm nail và bụi bẩn, cho nên cái việc mà nó bị mụn nó sẽ bị. Bà chị nói rất rất chân thành, đây là những cái lời tư vấn rất chân thành của chị. Và chị hỏi luôn, em trả lời luôn cùng chị là hàng ngày em có make up không? Thì chị sẽ nghĩ ra một cái phương án, tại vì hiện tại là ngày nào em cũng đeo khẩu trang đúng không? Em chỉ dùng kem dưỡng nail gì chị? Nail Neutrogen à? Ừ, Neutrogen. Của Pháp sau khi dùng toner thôi chị ơi. Rồi, thế là chị đã tìm ra được cái cách đây. Chị tìm ra được cái cách cho em đây. Chị tìm ra được cái cách rồi. Rồi ok, cảm ơn em. Cảm ơn câu trả lời của em. Chị tìm ra cái cách để cho mà em không bị ấy nữa đâu. Cái kem nó hợp với da dầu, xem nghe thấy gì? Đúng rồi. Chính vì như vậy cho nên nó mới càng bị hút bụi hơn, có hiểu không? À. Mà bà này bao không make up nữa cho nên bà càng bị hút bụi. Đưa cái phấn eye op đây. Đưa phấn nước đây cho chị. Chị lên cho em cái bộ này. Tự tin luôn nhá. Tự tin luôn là em sẽ giảm mụn và em phải dùng theo các bước của chị. Rồi. Sau khi em đã trả lời xong thì chị cũng đã ra được sản phẩm cho em đây. Đưa cái phấn nước eye op là một, và cái phấn hút dầu. Trời ơi, ta yêu mày quá, sao mày với ta lại hợp nhau thế này? Hợp quá. Da nhạy cảm, dễ sẽ bị dễ nhạy cảm, đưa cái dạng natural lên đây.
đưa phần hút dầu lên đây cho tao, kèm dầu lên cho tao. Em lấy lại đi. Đưa cái hộp đây, sao mày lấy cái đấy cho tao? Cứ đưa hộp đây cho tao, mày cái hộp giấy. Cái ấy đâu, cái natural, đưa đây, hộp với nhau mà. Đưa cái này đây, bộ này nhá, cưng yêu. Tình yêu nồng cháy đây, bà Hiền. Còn đủ chỗ để không chị? Được. Chẩn cơm mẹ nấu này. Nhưng mà chị nói này, bộ này nhá, em làm nail đúng không? Dân làm nail đúng không? Im mày để im để tao sell nào. Tao sell lên dân làm nail. Tao nói mày nghe, tao mà làm được cho con bé này mà nó ra nó đẹp lên, tao nói nguyên cái tiệm nail đó nó theo tao luôn. để tao lấy khách mà. Nguyên cái tiệm nail, cái khu đó nó theo tao luôn mày. Này, với cái da của em này, chị phát hiện ra những cái vấn đề cần khắc phục. Và khi em khắc phục được cái vấn đề này thì da em sẽ đẹp lên. Và em làm đúng như các bước mà chị hướng dẫn đây nhá. Làm đúng như các bước chị hướng dẫn đây thì đảm bảo là làn da của em nó sẽ cải thiện lên rất là nhiều. Nhưng chị vẫn nói lại luôn này, cái 10 cái mụn của em bây giờ em đang có, hoặc da của em xấu 10 thì bây giờ ấy, da em ấy nó đẹp lên 9 phần chứ không thể làm mà 10 phần đẹp cả 10 được nhá. Chị nói lại, vì do cái tính chất nghề nghiệp của em là em làm nail cho nên nó sẽ bị cái lúc nào mình cũng bị ở trong cái môi trường mà nó có nhiều bụi, do cái lúc mà mình ấy móng cho khách ấy. Thì đây nhá, bộ này đây, tự tin luôn. Tự tin luôn là tôi cái mấy cái bà làm nail này là khách ruột của tôi đây rồi. Đây nhá, đầu tiên này. Ôi tí rồi. Đầu tiên là tẩy da chết với lại tẩy trang. Tẩy trang cho chị và nó có kèm một chút xíu tẩy da chết, không nhiều. Tẩy trang cho chị bằng cái dạng này nhá. Nó là cái dạng mà hộp ấy. Nó là dạng hộp. Thì cái dạng hộp ở bên trong này chị nói này Hiền ơi. Cái hộp ở bên trong này nó có từng cái miếng một, thì mình lấy ra xong bắt đầu mình nó cái miếng đó nó có hai đầu, có hai mặt. Một mặt nhám nhám và một mặt rất là mịn. Thì mình sẽ để mình tẩy trang ấy nhá. Tẩy trang xong rồi cái phần mịn ấy thì mình dùng để tẩy trang, và cái phần nhám nhám ấy thì mình dùng để tẩy da chết nhá. Đó. Sau này em dùng sữa rửa mặt cho chị. Để lấy chuyên dùng cho cái mặt của mình mà có một chút xíu mụn đầu đen nữa. Thì đây, cái sữa rửa mặt này cho chị. Xong nè, em dùng cho chị nước hoa hồng. Bước thứ 3 là nước hoa hồng. Chị sẽ gửi cho em một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm từng bước một và các cái cách dùng sản phẩm như thế nào ha. Nước hoa hồng. Sau đó em dùng cho chị cái blackhead này. Đẩy cái mụn đầu đen của em lên cho chị. Đẩy cái mụn đầu đen này lên cho chị. Blackhead, BHA này em dùng cho chị một tuần 2 lần nhá. Dùng sau cái bước toner này và em dùng cho chị cái BHA Blackhead này 1 tuần 2 lần nha. Sau đó em dùng cho chị cái tinh chất này. Tinh chất để mà cấp nước cho cái làn da của em ha. Sữa dưỡng của Holika dành cho da dầu mụn để mà kiềm lại cái lượng dầu của em đang có trên da, đồng thời thu nhỏ lại cái lỗ chân lông của em một chút xíu ha. Rồi, ban ngày này, sau khi dùng sữa dưỡng xong, em dùng chị cái kem dưỡng không dầu. Em bỏ lại cái kem dưỡng của Pháp cho chị nhá. Không dùng cái loại kem dưỡng đấy nữa. Em dùng cho chị cái loại kem dưỡng này, kem dưỡng không dầu này. Bởi vì ấy, chị biết là ở trong cái môi trường đấy thì có thể là em, nếu như mà mùa đông ấy thì em sẽ cảm thấy là da rất là bị khô. Da em sẽ bị khô, bây giờ là bắt đầu bước sang gần tới mùa đông rồi đấy. Thì da bên đấy em sẽ thấy là nó sẽ bị khô. Đúng không? Nó sẽ bị khô bởi vì ở châu Âu thì thường thì nó sẽ bị hanh khô nhiều vì có tuyết. Chị không biết cái bang của em thì có tuyết hay không, thế nhưng mà phần đa là như thế. Thế nhưng mà em bôi cái đấy vào ấy thì nó sẽ dẫn tới cái việc là da của em ấy nó có quá nhiều nước ở trên da và nước và dầu ở trên da. Thì khi mà em cứ tưởng tượng như thế này nhá. Em bôi cái kem đấy lên, xong em đứng cầm bột em rắc như thế này thôi là em sẽ thấy là nó hút toàn bộ cái bụi bẩn đấy vào. Thì khi mà em làm móng cho khách, nó bị hút những cái bụi bẩn đấy vào, dẫn tới cái việc là nó bị tắc cái lỗ chân lông của em, viêm lỗ chân lông của em và em bị hình thành lên mụn. Cho nên em không dùng cái kem dưỡng đấy nữa mà em chuyển qua, em dùng từ cái sữa dưỡng này em dùng lên cái loại kem dưỡng không dầu này cho chị. Nếu như em cảm thấy khô quá, da khô quá, em đắp cho chị mặt nạ này. Em bôi cái này nhiều lên, sữa dưỡng với cả kem dưỡng này. Em bôi nhiều lên vì nó sẽ cấp nước cho em chứ nó không cấp dầu. Khi mà nó cấp đủ nước thì nó không bị khô da.
Nhưng nếu mà em đưa dầu vào ấy thì đồng thời cái việc mà dầu nó có ở trên da của em ấy thì nó dính, nó dễ bị dính cái nó thu hút những cái bụi bẩn mà lúc mà em làm cho khách hoặc là bạn của em ngồi cạnh em làm cho khách, nó sẽ bị hút lên trên da của mình, dẫn tới cái việc là mình bị mụn nhiều hơn. Thì nếu em cảm thấy cái mùa đông mà em cảm thấy nó khô da quá thì em đắp mặt nạ, chị ngày nào cũng đắp luôn, rẻ lắm, mặt nạ này rẻ lắm, em mua đến mấy chục cái mà dùng rất rẻ luôn, thật sự là như thế, rất rẻ luôn. Và nó cấp nước, nó chỉ cấp nước, nó không cấp dầu luôn, nó không bị bóng nhờn dầu riếc gì hết nhá. Em dùng cái này cho chị, đưa cho chị cái mặt nạ ngủ của COS đi, vì bạn này bạn ấy ở châu Âu cho nên bạn ấy sẽ bị có những lúc bạn ấy sẽ cảm giác là bạn ấy bị khô da, thì đưa cho chị cái mặt nạ ngủ đi. Tôi tự tin là tôi bán xong cái bộ này, nguyên cái tiệm nail nó theo tôi luôn. Nguyên cái tiệm nail theo tôi đây. Tiếp này, nếu trong những cái ngày nào em cảm thấy thật sự nó rất là khô thì đây em dùng sữa dưỡng xong, em dùng cái kem dưỡng xong, em dùng cái mặt nạ COS này lên cho chị, mặt nạ ngủ nhá. Sau cái bước này, đây này, các bước này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bắt đầu em dùng cái mặt nạ COS này cho chị, mặt nạ mật ong này nhá, để cấp ẩm cho em. Đấy, trong cái trường hợp ngày nào em cảm thấy da em khô quá thì một là em đắp mặt nạ, còn nếu em lười và em không đắp mặt nạ thì em dùng cái mặt nạ ngủ này cho chị, bóp ra bôi lên trên mặt. Nói chung là sáng ngày hôm sau em ngủ dậy, da em không bị khô nhờn, em cũng không bị gọi là khô mà gọi là bị vì có tuyết đi ra bên ngoài mà da nó cảm giác nó cái cảm giác mà lúc mà khô có tuyết, hoặc là buổi tối em nằm ở nhà, nếu em ở châu Âu hay là chị không biết em ở cái khu nào nó có tuyết hay không, nếu mà em nằm ở nhà có cái hệ thống sưởi ấy thì bao giờ da mình cũng rất là khô, cảm giác lúc nào cũng khô luôn. Nhưng thực tế là nếu mà mình bôi những cái kem dưỡng ấy vào nó vẫn cứ cảm giác là nó vẫn bị nhờn. Đấy. Thì đây em dùng cho chị cái này. Cái mặt nạ ngủ này nhá. Xong rồi này, cái chấm mụn này. Lúc nào em bị mụn thì em chấm cái này lên cho chị. Lúc nào em bị mụn to ấy, em chấm những cái này lên cho chị. Hết mụn ngay lập tức trong vòng 2 ngày, 2 đến 3 ngày. Xe ngay cái mụn đấy lại, vài hôm tầm khoảng 3-4 ngày em rửa mặt thì cái mụn nó tự đẩy ra, mình rửa nó tự ra theo cái làn da. Khi mà ví dụ mình ẩn lâu quá nó không ra. Chị giống như thường ngày á thì mình ví dụ như những người mà đi lấy mụn á, chị phải đè da á nha, nó mới lên cầu, còn này chị chỉ đưa vô thôi là đẩy lên liền. À, không à? Không bị rất là tổn dễ. Thương luôn. Đấy, không bị tổn thương da luôn, thì đây em mua chị cái chấm mụn này luôn cùng. Đấy, còn ban ngày em đi làm này, chị bảo này, em dùng cho chị các bước sau. Đây là các bước dưỡng buổi tối và buổi sáng. Còn đâu là em thiếu cho chị những cái bước sau này. Đầu tiên là em phải dùng kem chống nắng, bôi rất ít thôi, chấm một ít xung quanh. Vì chị nói này, em làm ở cái môi trường mà làm nail ấy, nó sẽ có cái đèn, ánh đèn neon. Mà cái ánh đèn này chị nói này, dễ gây ra cái việc là da của mình bị sạm và bị nám. Dễ lắm đấy nhở. Cho nên em bôi chị kem chống nắng cho chị nhá. Bôi chị kem chống nắng. Sau đó này, em quất cái này lên. Một cái hộp này nó có một cái hộp này kèm theo một cái lõi. Nó giống như kiểu là mình dùng hết ở bên trong này rồi thì mình bóc cái này ra mình thay lại, thay cái lõi nó. Nó là hai hộp đấy, nhưng mà cái vỏ thì nó chỉ có một vỏ thôi, nhưng mà hai lõi. Rồi, thì em đánh cái cushion này lên. Sau khi em đã dùng cái kem chống nắng, em đánh cái cushion này lên. Và cái bước cuối cùng này, em phủ cho chị cái phấn kiềm dầu lên. Sau đó thoải mái em đi làm luôn cho chị. Thoải mái em đi làm ngày 10 tiếng. Này, em phủ cho chị cái phấn kiềm dầu này. Sau cái bước cushion, kem chống nắng trước, xong đến cushion và phấn phủ. Và chị nói này, khi mà em làm các bước như này, thường là em sẽ phải bịt khẩu trang đúng không? Thì nó không ảnh hưởng gì đến cái làn da của em hết. Lâu lâu á, bữa trưa mà em ăn trưa hay như nào đó, em lấy cái phấn phủ kiềm dầu này, em chấm, em dặm lại một lần nữa. Tức là chị nói này, vì em thiếu mất một bước, tức là một cái bước ngăn cách cái làn da của mình giữa cái làn da thật của mình với lại cái thế giới bên ngoài, thì em thiếu mất cái bước đó, cho nên là tất cả những cái bụi bẩn nó dễ dàng tấn công vào cái làn da của em hơn, cho nên mình gần như mình tạo lên một cái lớp mask, một cái lớp mặt nạ, để giống như kiểu tạo nên một cái khiên để chống lại những cái đó. Tức là đầu tiên là em dùng kem chống nắng rồi, sau đó em dùng cái cushion, sau đó em dùng thêm cái phấn
để mà kiềm dầu này, thì em tưởng tượng cái làn da của em bây giờ nó không chỉ có một lớp nữa mà nó có rất nhiều lớp. Những cái lớp này là để dưỡng, nuôi dưỡng làn da. Chị nói này, buổi sáng em ngủ rồi em đi làm, những cái lớp này là để nuôi dưỡng làn da. Xong rồi, sau khi ở bên trong được nuôi dưỡng làn da của mình, để da mình đẹp lên rồi, thì bên ngoài em sẽ có một cái lớp khiên bảo vệ cái làn da của mình. Và cái lúc này vì cái tính chất công việc của em là nó dễ bị bụi bẩn, rồi những cái khác nó tác động vào, thì em có một cái lớp khiên, em cảm giác như em có một cái lớp khiên giống như cái mặt nạ này. Bây giờ nếu như chỉ có cái da của chị như này, ánh nắng hay là bất cứ một cái gì nó chiếu vào chị thì là nó vào trực tiếp da. Còn khi em đã có một cái lớp mặt nạ, chính là cái lớp này, chính là cái lớp cushion này, cái lớp kem chống nắng, cái lớp cushion và cái lớp phấn phủ này, thì cái việc mà nó tác động vào da của em nó sẽ hạn chế lại và ít lại nhá. Đây là cái logic, và cái làn da của em sẽ cải thiện rất là nhiều. Đấy, lên cho chị cái bộ này, bán báo giá bao nhiêu tiền? Dạ 12 sản phẩm gồm có mặt nạ luôn nha chị nha, là 4.203.000 ạ. 4.203.000 à? Dạ đúng rồi chị, 4.203.000 ạ, gồm cho 12 sản phẩm. Dạ có tính thêm mặt nạ nha chị nha. Để ấy luôn, ui cái này không lên được hết sản phẩm đâu. Em ơi, Hiền ơi, phải Hiền đúng không nhỉ? Chị Hiền đúng không? Ừ chị Hiền. Hiền ơi, chị bảo này, em còn đang ở đấy không? Nếu em còn đang ở đấy thì em chụp hình lại màn hình xong gửi qua cho nhân viên lấy hàng cho em đi. Bởi vì cái này nó không đưa hết một bộ lên được em ạ, vì nó rất là nhiều. Em hiểu không? Nó rất là nhiều, vì cái trường hợp của em là trường hợp đặc biệt ấy. 4.203.000 nha chị nha, gồm cho 12 sản phẩm ạ. Bao nhiêu? 4.203.000 ạ, gồm cho 12 sản phẩm, nguyên một bộ này luôn. Dạ em. Đúng rồi chị, nguyên một bộ là 12 sản phẩm luôn. Dạ. Nhưng mà chị nhớ giờ chị tẩy trang kỹ giúp em nha chị nha. Dạ, mình cái bước tẩy trang kỹ là cái bước mà dưỡng da là tốt nhất đó chị, để cho các sản phẩm nó được hấp thu được dễ hơn, với lại không dễ gây lên mụn nha chị. Cho em xin nhắc lại bộ sản phẩm, 12 sản phẩm là 4.203.000 ạ. Khách có đang comment không em? Chụp lại cái màn hình này dùng chị nha, em ơi Hiền ơi. Chị Lâm Sara, em nhận được rồi nè. Dạ em cảm ơn chị đã ủng hộ cửa hàng ạ. Nhá, 12 sản phẩm 4 triệu bao nhiêu? 4.203.000. 4.203.000 ha. Chụp lại dùng chị nhá Hiền ơi. Để nhân viên gửi hàng cho em. Hơi nhiều chị không đặt xuống để mà chụp hình hết được. Ha, em thông cảm dùng chị ha. Có nước tẩy trang. Dạ chị ơi, cái bông tẩy trang này chị. Cái da của em phải dùng cái này. Em phải dùng cái tẩy trang này. Mỗi một loại da nó lại có một cái dòng da khác nhau. Em phải dùng với em phải dùng cái tẩy trang này Hiền ạ. Với em phải dùng cái tẩy trang này. Cái dạng miếng này, cái dạng pad này. Em phải dùng cái dạng này. Với da em phải dùng cái dạng này. Nói chung tin chị đi. Tại vì chị nói này, chị nhìn thấy là chị bán được cho em mà da em cải thiện là chị sẽ một lúc chị vơ luôn tất cả những cái đồng nghiệp của em, cho nên ok đi nhá. Thoải mái đi. Với cái bộ này, nhưng em phải làm đúng như các bước mà chị vừa hướng dẫn. Đúng các bước và nhưng em mà phải chị yên tâm, khi mình chị mua hàng chị có thể, em có gửi cho chị cái bản hướng dẫn sử dụng á chị. Chị dựa theo đó là ok rồi chị. Các bước sản phẩm dùng như thế nào, sản phẩm nào dùng như các bước ra sao thì chị sẽ điện tham khảo và áp dụng hơn ạ. Này. Được không chị? Em phải dùng này, em phải dùng kem chống nắng, cushion và cái phấn hút dầu này. Ba cái sản phẩm này em phải dùng trước khi đi làm. Đó. Tại vì khi mình tin chị đi nó bị ẩm ẩm nhiều quá nó dễ hút đúng rồi. Vô đúng không chị? Đúng rồi, chính xác. Tin chị đi. Không có bị lệch đâu. Tin chị đi để chị còn bán nguyên luôn cho cái tiệm nail của em. Lâu lâu mà ví dụ như kiểu có người về Việt Nam ấy thì nhờ họ mua một lúc luôn, xách qua luôn cả tiệm dùng nha. Với cái da của em là em phải dùng cái dạng tẩy trang dạng này, không phải dạng nước nữa nhá. Với cái làn da của em và đặc biệt với cái tính chất công việc của em. Ok chị, tiền không quan trọng, quan trọng là đẹp gái thôi chị ơi, chính xác. Chờ sang tháng có người sang em order luôn. Ok, chụp lại cho chị cái màn hình cái bộ này, không nhiều khi nhân viên không nhớ hết sản phẩm. Em hiểu chị không? Vì chị tư vấn trực tiếp cho em cái bộ này phải dùng đúng như chị đang nói với em như thế này này. Em chụp lại cho chị cái màn hình này đi. Em order lúc nào cũng được, lúc nào có người thì em order. Em hiểu chị không? Nhưng em phải chụp lại cái màn hình cái bộ này để tới khi các bạn lấy hàng các bạn biết được là cái sản phẩm nào, đúng không? Các bạn sẽ biết được là cái sản phẩm nào để lấy cho em, hiểu không? Đấy.
Được chưa? Chụp đi, chụp lại cho chị đi, chụp đi này, 1 2 3 này, chụp này. Konica này. 1 2 3 Konica này, chụp đi. Chụp lại cho chị đi. Được chưa? Xong nhá. Cho em xin nhắc lại bộ sản phẩm trên gồm 12 sản phẩm là 4.203.000 ạ. 4.203.000 nhá Hiền nhá. Rồi. Xong rồi nhá. Chị bỏ xuống nhá, bỏ xuống được chưa? Cười tạo dáng lâu quá. Cười tạo dáng lâu quá, người mẫu mỏi hết cả tay rồi. Rồi. Xong. Xong nhá. Bạn nào quên mất. Bạn nào mà có đang làm nail ở bạn nào mà có đang làm nail ở nước ngoài á, tại Việt Nam cũng vậy. Tại Việt Nam cũng được nhá. Thì đây cái bộ này làm nail cho dân làm nail nhá, cho dân làm nail. Làm nail này. Nhá. Được rồi nhá. Xong. Xong. Bây giờ như này nhá, mấy giờ rồi? Cho chị phải chốt để chị đi có việc. Ok, không sao. Trời ơi, cảm ơn gì. Có gì đâu. Nói chung là đàn bà là phải đẹp nhá. Đẹp trong mọi hoàn cảnh. Em có nhận được những cái câu hỏi ví dụ như của chị Tuyết Sinh này, của chị Ngọc Diệu này, của chị Nguyễn Phượng này, rồi của chị Trâm Nguyễn này, của chị Ni Trần này. Em đã đọc được rất nhiều cái comment của mọi người. Tuy nhiên là trong em có đọc được cái comment của chị Ruby Vân Anh nữa. Thế nhưng mà trong cái thời điểm hiện tại thì do cái thời lượng là em cũng có việc, em cần phải đi ngay thời điểm này. Em cũng cần có việc em phải đi cho nên là em không có thể tiếp tục tư vấn được. Thì những cái câu hỏi của mọi người ở đây thì em xin phép là bên em nhân viên tư vấn và bản thân em cũng sẽ vào inbox từng chị một để mà trả lời những cái câu hỏi mọi người đang hỏi này. Thì mọi người check inbox cùng em. Bên em sẽ trực tiếp inbox cũng như là nhắn tin rồi mọi người chụp hình cái làn da của mình ấy. Muốn bên em tư vấn mà nó chuẩn xác nhất thì mọi người cứ chụp hình cái làn da của mình, chụp cận cảnh cái làn da của mình như này. Đó, trán như thế nào chụp nguyên cái phần trán thôi, phần má này chẳng hạn như thế, và gửi cho bên em để các bạn có thể xem da trực tiếp và bản thân em cũng xem da trực tiếp để đưa ra những cái bộ sản phẩm mà phù hợp nhất với cái làn da của mình, để mình làm sao để mình cải thiện cái làn da của mình hơn, đẹp hơn, ngon lành hơn, ngon lành cành đào và đời lên hương hơn nhá. Ok nhá. Ở ngoài Hà Nội có 382 đội cấn có sản phẩm bán thôi em. Em qua 382 đội cấn hoặc là bên chị sẽ ship hàng tận nhà COD cho em nhá. Yên tâm thoải mái. Rồi. Chuyển khoản thì sẽ lợi tiền cho khách hơn, khách sẽ tiết kiệm được một khoản tiền lương khá khá đó. Nếu mà chuyển khoản. Còn không thì vẫn là COD vẫn bình thường ha, thoải mái. Thôi nha, em xin kết thúc cái livestream tại đây và những cái comment của mọi người em có đọc được và em xin phép là sẽ inbox trực tiếp để mà tư vấn cho mọi người ha. Các bạn mọi người.